chương 4340, ngọn đèn, Lăng Hàn tiếp tục đi tới, tại sao không thấy người nào? Phía trước xuất hiện một tòa đại điện, bốn phía đại điện là pho tượng hung thần ác sát, trợn mắt nhìn chằm chằm, hai cánh tay một cao một thấp, dường như pho tượng đang tức giận muốn chụp chết đối thủ. Sẽ khôi phục sao? Lăng Hàn bước lên phía trước, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Quả nhiên, pho tượng kia khôi phục, nó giống lên đầy giận dữ, ông, thần thức chấn động quét qua Lăng Hàn. Chuyện này phi thường đáng sợ. Lăng Hàn có thể khẳng định, thần thức dưới tứ đỉnh sẽ vỡ nát, cho dù thần thức tứ đỉnh ngũ đỉnh cũng bị chấn động đau đớn khổng lồ. Nhưng hắn là thất đỉnh, hơn nửa đỉnh của hắn còn là viễn cổ tiên môn tạo thành. Ông, tiên đỉnh của hắn chấn động và nghênh đón đạo thần thức kia. Cả hai chạm vào nhau, chấn động tạo ra gợn sóng rất mạnh. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn ra tay ngăn cản tượng đá. Bành, hắn xuất quyền, tượng đá xuất một trường, gợn sóng lấy hai người làm trung tâm và khuếch trương ra ngoài, hơn nữa còn khuếch trương khắp bốn phương tám hướng. Lăng Hàn lảo đảo suýt ngã, nhưng tượng đá không tốt hơn chút nào, trên người có từng gợn sóng chấn động. Ha ha, lại đến. Lăng Hàn cười to, hắn không gặp được đối thủ nào ra dáng trong chú đỉnh cảnh, cho dù mạnh như lục kỳ, lưu sấm cũng không phải đối thủ của hắn. Nắm đấm của hắn bao phủ thiên đạo hỏa, từ đó gia tăng lực phá hoại. Bang, 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 hắn kịch chiến với tượng đá, chỉ cảm thấy mỗi lần va chạm thì tượng đá sẽ chấn động, chiến ý của hắn càng lúc càng cao, đối thủ như vậy mới làm hắn chiến đấu thỏa thích, hắn không ngừng sông lên phía trước. Hắn muốn thử phong thần thối, hai chân lăng hàn đạp nhanh, ba ba ba, hắn xuất khước lăng lệ ác liệt không gì sánh kịp, hơn nữa còn bao vây thiên đạo hỏa, thất đỉnh bình, bình thường có thể bị hắn đá chết. Mạnh như tượng đá cũng chỉ có thể chống đỡ, tay phải che trước người ngăn cản công kích của lăng hàn. Lăng hàn liên kích 16 lần, cánh tay phải tượng đá xuất hiện vết dạn, sau đó dần dần mở rộng, từ đó bao phủ hết cánh tay phải, cánh tay này nát vụn và hóa thành vô số hòn đá nhỏ. Nếu đổi thành người bình thường, tuyệt đối đã bị trọng thương, nói không chừng sẽ bỏ chiến mà chạy, nhưng tượng đá có khả năng chạy trốn sao? Nó há miệng, quát to, lâm, ông, đây không phải âm thanh, mà là thần thức hóa thành chữ lâm, nó không ngừng quanh quẩn trong thức hải lăng hàn, hơn nữa còn tỏa ra uy thế đáng sợ, nó muốn đánh nát thức hải của lăng hàn. Đây là, cử tự chân ngôn, mọi người đều biết, Phật tộc có hai đại tuyệt học, một là lục tự minh vương chú xua đuổi tà vật, minh tâm chính nghiệp, một còn lại là cửu tự chân ngôn, chuyên dùng hàng ma phục yêu, có được lực phá hoại đáng sợ không gì sánh kịp. Cửu tự chân ngôn theo thứ tự là lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tải, tiền. Cũng giống như lục tự minh vương chú, chín chữ là chín chữ bình thường, thế nhân đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể phát huy ra uy lực chân chính, bởi vì việc này cần bí pháp Phật tộc mới có thể thôi động. Bằng không, sáu chữ và chín chữ rất bình thường, ta và hắn đều có thể học được dễ dàng. Vấn đề là, bên trong hắc thiên miếu có một pho tượng đá, nó lại có thể sử dụng cửu tự chân ngôn, hơn nữa còn có uy lực khủng bố. Oanh, trong thời gian ngắn, thức hải của lang hàn rung động mạnh, uy thế của chữ lâm quá kinh khủng, muốn đánh nát thức hải của hắn. Hừ, lang hàn tỉnh táo thong dong tiên đỉnh rung động nhẹ nhẹ, khí thức viễn cổ lưu truyền và đối kháng chữ lâm. Âm, hắn phản kích rất mạnh, trên chữ lâm xuất hiện vô số vết dạn, sau đó nó vỡ vụn. Không phải đế thuật không chịu nổi một kích nếu đổi thành người khác có lẽ thức hải đã nổ tung nhưng tiên đỉnh của lăng hàn quá cường đại mới có thể đối kháng đế thuật lại nói nó dù sao chỉ là pho tượng đá có thể trông cậy vào nó thôi diễn đế thuật đến cực hạn hay sao cùng là chú đỉnh cảnh tượng đá nắm giữ cửu tự chân ngôn có thể so sánh với phật tử thánh nữ của phật tộc hay sao lăng hàn muốn xem tượng đá nắm giữ bao nhiêu cửu tự chân ngôn bởi vậy hắn chỉ thủ không công nhưng hắn thất vọng tượng đá tới tới đi đi chỉ có chữ lâm cũng không có nắm giữ cửu tự chân ngôn nhiều hơn. Hắn ý đầu học trộm nhưng không có công pháp đặc thù của Phật tộc, hắn làm sao biết chân lý? Ai? Hắn lắc đầu, phong thần thối đá liên tục, ba 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 ba, đầu, cổ, ngực của tượng đá bị hắn đá trúng, nó xuất hiện từng vết nứt, sau đó thời điểm đạt tới giới hạn, ba, tượng đá vỡ thành đống đá nhỏ. Giải quyết, Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, không thể đạt được cửu tự chân ngôn. Hắn lắc đầu, cũng nhanh chân tiến vào đại điện, trong đại điện không hề tối tăm bởi vì có ngọn đèn đang phát sáng nhưng làm lăng hàn kinh ngạc chính là bị quang mang này chiếu vào người thể chất đang tăng lên toàn diện làm sao có thể chứ đây là ánh sáng gì lại có thể so với tiên dược hơn nữa tuyệt đối là đại dược thất tinh trở lên toàn bộ đại điện chỉ có một chiếc đèn này nhưng một chiếc đèn như thế lại có thể xua tan hắc ám trong đại điện lăng hàn đi về phía ngọn đèn hắn chỉ đi vài bước hắn lập tức hoảng sợ bởi vì áp lực quá lớn nó không giống một chiếc đèn mà là một tồn tại cường đại tỏa ra uy áp đáng sợ. Lăng Hàn không thể không dừng lại, sau đó phát động nhãn thuật, hắn nhìn vào trong ngọn đèn. A, à, hắn nhìn thấy cái gì? Ngôi sao băng diệt, máu chảy thành sông, chỉ là một chiếc đèn mà thôi, tại sao lại có thể sinh ra hình ảnh khủng bố như thế? Đáng tiếc, hắn không thể tiếp cận, bằng không hắn sẽ thu lấy chiếc đèn này, nó nhất định là thứ ghê gớm. Lăng Hàn thở dài, quyết định tìm tiếp, tìm xem có bảo vật hay không. Nhưng hắn còn chưa có bắt đầu tìm kiếm, hắn xoay người lại, hắn nhìn thấy hai người đi vào từ cửa chính, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam đại khái 23-24 tuổi, dáng người thon gầy, tướng mạo vô cùng anh Tuấn, hơn nữa còn có khí chất cao ngạo, đó là cảm giác tự tin không gì sánh bằng. Nữ tử nhìn trẻ hơn một ít, khoảng 20 tuổi, một thân tăng y tuyết trắng, toàn thân trên dưới không có một chút trang sức nào, mộc mạc đến cực hạn. Nhưng cho dù ai nhìn thấy nàng cũng có cảm giác trang sức không xứng với nàng. Nàng thật đẹp, đẹp đến mức xuất trần tuyệt thế, giống như không phải dung mạo nhân gian nên có. A, à, không nghĩ tới nơi này còn có người. Nam tử kia kinh ngạc, nữ tử không chú ý tới Lăng Hàn, mà là ánh mắt nàng nhìn vào ngọn đèn. Ngọn đèn có thể gia tăng thể chất, thiên tài đỉnh cấp có thể nhìn một cái là nhận ra. Tiên tử, ngươi giúp ta lấy đèn." Nam tử nhìn sang nữ tử, sau đó nói với Lăng Hàn. "Ngươi, đi lấy ngọn đèn kia cho ta." "A, à, nếu ta có thể lấy" Còn đến phiên ngươi ở chỗ này nói nhảm. Lăng Hàn không nhìn, hắn không thể lấy ngọn đèn này, như vậy chỉ có thể hưởng thụ chỗ tốt ngọn đèn mang lại. Trong đại điện này, trừ ngọn đèn ra, còn có bảo vật hay sao? Tiểu tử thật cuồng vọng, nam tử lạnh lùng nói ra. Chương 4341, thánh nhân thi dầu. Nam tử này tên là Khang Tinh Hải, hắn có lai lịch không nhỏ, chính là tồn tại bài danh 30 tinh võng chú đỉnh bảng, đặt ở Bắc Thiên vực, hắn hoàn toàn có thể chen vào trước 10 thiên tài như thế đương nhiên có thể cuồng có thể ngạo có thể không coi ai ra gì phải biết hắn tùy ý nói một câu có bao nhiêu người nguyện ý tranh nhau vỡ đầu làm việc cho hắn thiên tài như thế tương lai thành tựu tôn giả là chuyện ván đã đóng thuyền thậm chí có khả năng nhập thánh nhưng bây giờ thì sao hắn bảo lăng hàn đi lấy ngọn đèn nhưng lăng hàn làm như không nghe thấy hắn làm sao không giận càng mấu chốt chính là hắn muốn theo đuổi nữ thần ngay bên cạnh hắn có thể nhìn cục tức này rất tốt dám không đặt khang tinh hải ta vào trong mắt, người thật sự to gan. Hắn nói chậm nhưng rất tức giận, lang Hàn bật cười, người đúng là có tật xấu khó đỡ, chính người không có tay không có chân sao. Cho dù không có tay không có chân, thời điểm mời người hỗ trợ còn phải khách khí, như thế nào, tất cả mọi người thiếu nợ ngươi. Khang tinh hải nổi giận, không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, đúng là muốn chết. Hừ, ta thấy đôi mắt của ngươi rất thừa, hắn lạnh lùng nói ra, sát khí lộ ra ngoài khang huynh còn có vị huynh đài này nữ tử mặc tăng y lên tiếng tiếng nói ung dung còn có vận vị khó nói thành lời giống như đạo âm phật sướng tất cả mọi người là thiên kiêu nhân tộc xin đồng tâm hiệp lực không nên nội chiến lăng hàn có cảm giác bình tĩnh giống như tất cả tranh chấp trên thế gian không có quan hệ gì tới hắn tâm thần hắn rung động đây là công pháp gì tại sao có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn ồ hắn có một cảm giác quen thuộc cảm thấy nó có kỳ diệu nhất mạch tương thừa với lục tự minh vương chú chẳng lẽ nữ tử này đến từ phật tộc sát ý của khang tinh hải biến mất hắn mỉm cười nếu tiên tử đã nói như vậy tại hạ không có ý kiến thật là lợi hại có thể hóa giải sát ý nặng như thế không thể không nói phật tộc có năng lực kinh khủng ở phương diện ảnh hưởng lòng người khó trách thanh long hoàng triều trước đó rất mâu thuẫn khi phật tộc truyền đạo đúng là nguy hại quá lớn lăng hàn nhìn về phía nữ tử thản nhiên nói xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào lớn mật khang tinh hải lập tức quát tháo nữ tử mặc tăng y thản nhiên nói, bần ni pháp hiệu các tường thiên, pháp hiệu, nàng quả nhiên là truyền nhân Phật tộc, các tường thiên tiên tử chính là thánh nữ Phật tộc, Khang Tinh Hải lại giới thiệu, hơn nữa còn là thiên tiên bài danh thứ 10 trên tuyệt sắc bảng. Nữ tử này rất đẹp, cũng không kém gì Tống Lam. Nhưng thánh nữ Phật tộc có thể kết hôn sao? Các tường thiên niệm Phật hiệu, người xuất gia không nhiễm hồng trần, cái gọi là tuyệt sắc bảng chỉ là trò đùa mà thôi. Lăng Hàn nhắm mắt lại, Mặc dù thánh nữ Phật tộc tự xưng bần ni nhưng giữ lại ba ngàn phiền não trên đầu, miệng còn nói tuyệt sắc bảng là trò đùa, cũng không thấy nàng lên tinh võng kháng nghị và cự tuyệt cái bài danh này. Ha ha, thánh nữ Phật tộc giống như Tống Lam, tuyệt đối không thanh thuần như vẻ ngoài, chắc chắn là kẻ tâm cơ thâm trầm. Tại hạ Lăng Hàn, Lăng Hàn giới thiệu về mình một chút, không biết thánh nữ có hiểu rõ về Hắc Thiên Miếu hay không? Hoàn toàn không có, Cát Tường Thiên lắc đầu, nói, Phật tộc ta phổ độ chúng sinh, nhưng nơi này có hung sát khí rất nặng, tuyệt đối không phải tịnh thổ của Phật tộc. Nàng chỉ vào ngọn đèn kia, tay trắng như Mỹ Ngọc làm tim người ta đập thình thịch. Ví dụ như ngọn đèn dầu kia, nếu như Bần Ni không đoán sai, nhất định đã dùng thi thể thánh nhân nấu thành thi dầu. Ngóa, lăng hàn trợn mắt, khẩu vị thật nặng, khó trách ánh sáng lại kỳ diệu như thế, có thể gia tăng thể chất người ta. Thì ra là vật liệu thánh cấp, không sai, thứ này có thể gia tăng thể phách, nhưng thánh nhân đã gần đạo, hấp thu chỗ tốt như vậy, khó tránh khỏi sẽ nhiễm nhân quả thiên địa cũng không phải chuyện gì tốt các tường thiên nói lang hàn gật đầu thánh nhân quá cường đại thậm chí đã gần đạo lại bị người ta luyện chế thành thi dầu việc này đã phản bội thiên địa hấp thu chỗ tốt như vậy tự nhiên sẽ bị thiên địa nhắm vào thậm chí sẽ bị xem như tà ma thiên địa sẽ dáng thần lôi chém chết cuối cùng là địa phương nào ngay cả thánh nhân cũng có thể bị chém luyện hóa thành thi dầu khang tinh hải mất hồn mất vía cho dù là thiên tài như hắn cũng chỉ có lòng tin sung kích tôn giả muốn thành thánh thật sự quá khó khăn không phải thiên phú là có thể làm được nhưng bây giờ thánh nhân cao cao tại thượng bị người ta luyện thành thi dầu tâm thần hắn suýt thất thủ tiên tử người có nhìn lầm hay không hắn hỏi các tường thiên lắc đầu phật ta phổ độ chúng sinh cho nên rất quen thuộc cả vật bần ni sẽ không nhìn lầm nhưng dùng thi thể thánh nhân luyện hóa thành thi dầu cũng không phải nhất định thực lực chém giết thánh nhân mới được nàng dừng một chút lại nói đúng thế thể thể thánh nhân có thể bị chém giết cũng có thể bị móc ra nhưng nữ nhân này thật không biết gì về hắc thiên miếu hay sao ta đến nghiên cứu một chút khang tinh hải nói hắn đi về phía ngọn đèn cho dù hắn nói dễ nghe nhưng trong mắt lại đầy tham lam đây chính là thánh nhân luyện hóa thành dầu quản nó có phải thi đầu hay không hiệu quả bày ra đó có thể 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 chất hắn có thể cầm lấy rèn luyện thân thể mỗi ngày thứ này có thể mang lại chỗ tốt bao nhiêu có lẽ đỉnh phong của hắn không phải là tôn giả, mà là thánh nhân. Còn nhân quả thiên địa, chỉ cần hắn đủ cường đại, cần quan tâm sao? Nhưng hắn mới đi mấy bước, sắc mặt lại là lập tức trở nên tái nhợt. Áp lực như núi, không thể tiến thêm một bước, bằng không sẽ bị áp lực khủng bố đè chết. Đây là thánh uy, đừng nói chú đỉnh có thể hóa giải, ngay cả tư cách tới gần còn không được. Thế hắn mới biết vì sao Lăng Hàn không tiến lên lấy ngọn đèn, không phải người ta ngốc, mà là không làm được. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn tức giận. Người đã biết rõ việc này, vì cái gì không nói cho ta biết, cố ý nhìn ta làm trò cười cho thiên hạ. Lăng Hàn, ta không tính toán người vô lễ với ta, nhưng người cố ý lừa ta, cho dù có lời của các tường thiên tiên tử, ta không tha cho ngươi. Khang Tinh Hải nói ra, ngược lại đang ép về phía Lăng Hàn. Hô, đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, ngọn đèn biến hóa sáng tối một hồi, đột nhiên dập tắt. Lúc này, nội tâm Lăng Hàn sinh ra hàn ý rất mạnh, Vội vàng co chân chạy ra ngoài. Các Tường Thiên phản ứng nhanh hơn, lúc Lăng Hàn nhảy ra khỏi đại điện, hắn nhìn thấy đối phương đã nhanh hơn hắn một bước, chỉ có ngu ngốc Khang Tinh Hải quá mức ngạo khí, càng không muốn biểu hiện sợ hãi trước mặt giai nhân, hắn lại không chạy trốn. Lăng Hàn nhìn về phía Các Tường Thiên, hắn hít khí lạnh, bởi vì trên cổ đối phương có một dấu ấn tròn giống như bị người ta bóp cổ, dấu ấn hóa thành màu xanh. Thấy Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào cổ của mình, còn nhìn không rời mắt, trên mặt Các Tường Thiên lộ ra vẻ buồn bực cho dù là người xuất gia cũng không thích bị người ta nhìn chằm chằm. Chương 4342, ý chí tà ác. Không nên hiểu lầm, Lăng Hàn khoát khoát tay, nói: "Ngươi nhìn cổ của mình đi." Các tường Thiên lấy băng kính ra, nàng nhìn vào, gương mặt xinh đẹp của nàng thay đổi. Nhất định đã bị người ta bóp cổ qua, nhưng nàng lại không hay biết gì, cho nên trong nội tâm hoảng sợ. Lăng Hàn cũng nghiêm túc, nữ tử này chính là thánh nữ Phật tộc, thực lực tuyệt đối không tầm thường thậm chí nắm giữ lục tự minh vương chú hoàn chỉnh nhưng lại bị quỷ vật bóp cổ không hay biết, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hắn quay người nhìn vào trong đại điện, muốn biết Khang Tinh Hải thế nào. Hắn không phải lo lắng, mà là hiếu kỳ. Trên lưng của ngươi, bỗng nhiên các tường thiên lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo hàn ý. Chẳng lẽ, lang hàn thả thần thức ra, hắn nhìn thấy trên lưng mình có dấu bàn tay, quần áo của hắn vỡ nát, trên lưng của hắn còn lưu lại trường ấn màu đen. Nhìn kỹ, ngón tay dài kinh người, hoàn toàn không giống tay nhân loại mẹ nó nơi này có nháo quỷ hay sao lăng hàn nhìn về phía các tường thiên các tường thiên cũng nhìn hắn trong mắt sinh ra thần thái kiêng kỵ có thể làm cho hai thiên kiêu chúng chiêu không hay biết hắc thủ kia mạnh cỡ nào hiện tại lăng hàn càng muốn biết khang tinh hải thế nào ra hỏa này chưa từng xuất hiện nếu quả thật có nháo quỷ hắn biến thành cái gì đạp 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 tiếng bước chân truyền đến hiện tại trong đại điện chỉ có một mình khang tinh hải như vậy có tiếng bước chân khẳng định chính là của hắn hắn và các tường thiên lui về sau vài bước đây là cảnh giác với nguy hiểm không biết trước qua một lát một bóng người đi ra khỏi đại điện là khang tinh hải tê lang hàn và các tường thiên hít khí lạnh khang tinh hải vốn khí phách ngập trời khí lượng phi phàm nhưng bây giờ giống như trải qua một cơn bệnh nặng hắn uể oải và suy sụp hơn nữa trên mặt hắn đầy trưởng ấn tất cả đều là màu xanh lại nhìn ánh mắt của hắn hoàn toàn không có tiêu cự ánh mắt đối phương vô thần giống như biến thành cái xác không hồn ta muốn giết ngươi khang tinh hải nhìn lăng hàn ánh mắt sáng lên sau đó hắn nhìn về phía Cát tường thiên trong mắt lộ ra khát vọng rất mạnh ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta à, a ra hỏa này chúng ta khang tinh hải nói muốn giết chính mình lăng hàn không cảm thấy kỳ quái đối phương lúc trước đã muốn động thủ hiện tại còn nói rõ muốn các tường thiên làm nữ nhân của hắn việc này là không đúng đây là dục vọng sâu trong nội tâm cho dù suy nghĩ bẩn thỉu cũng giấu đi, tại sao lại nói ra? Nhưng Khang Tinh Hải lại nói ra, không phải chúng ta thì là cái gì? Chẳng lẽ gia hỏa này bị chơi đùa tâm thần suy sụp, tinh khí thần giảm lớn, thậm chí thần thức đã hỗn loạn. Lăng Hàn nghĩ mà sợ, may mắn hắn chạy đi sớm một bước, không thì không chỉ có dấu trưởng ấn sau lưng như vậy, mà là muốn nguyên khí hao tổn rất lớn, thậm chí thần trí hỗn loạn. Giết, Khang Tinh Hải lao tới chém giết, hắn tấn công Lăng Hàn hắn là thiên kiêu bài danh 30 trên tinh võng, thực lực hắn rất phi phàm, hắn đánh ra một kích, ký hiệu nổ tung, ánh sáng bao phủ đầy trời. Hiển nhiên hắn chọn sai đối thủ, Lăng Hàn dùng sát khí oanh kích, cho dù Khang Tinh Hải đang ở trạng thái hỗn loạn, thân thể hắn run run vì sợ hãi. Các tường thiên định xuất thủ ngăn cản, nhưng thấy cảnh này thì nàng dừng bước, nàng nhìn sang Lăng Hàn, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Thủ đoạn chấn nhiếp lòng người này là sở trường của Phật tộc, cái gọi là phổ độ chúng sinh, Kỳ thật chính là ảnh hưởng tâm linh của người khác. Lăng Hàn lại làm được, mặc dù phương pháp không giống nhưng hiệu quả lại giống nhau. Dù sao Khang Tinh Hải cũng là thiên kiêu trong thiên kiêu, sau khi ngẩn người đã khôi phục như thường, tiếp tục lao tới chém giết Lăng Hàn. Lại đến lần nữa, Khang Tinh Hải lại ngơ ngác một lúc, sau đó hắn lao tới. Lại đến, lại đến, lại đến. Các tường thiên im lặng, Lăng Hàn quả nhiên đang đùa giỡn người khác, làm cho Khang Tinh Hải không ngừng lao tới và dừng lại trên thực tế, chỉ cần hắn bắt được một cơ hội sẽ đánh bay Khang Tinh Hải. Chơi nửa ngày, Lăng Hàn xuất ra một trưởng đánh Khang Tinh Hải đổ nhào trên mặt đất. Hắn kiểm tra cẩn thận, sinh mệnh bản nguyên của Khang Tinh Hải tiêu hao rất nhiều, trong thức hải bị ý chí tà ác chiếm cứ, chỉ là một tàn phiến nhưng nó rất mạnh, trái tim Lăng Hàn đập nhanh. Nhưng ý chí này đã ngủ say, nó không làm ra động tác gì. Lăng Hàn kinh ngạc, ý chí này chỉ chiếm cứ thức hải của Khang Tinh Hải, nó không chủ động vận chuyển đã ảnh hưởng thần trí của Khang Tinh Hải, nếu ý chí đó chân chính khôi phục, chẳng phải có thể hoàn toàn thay thế khang tinh hải sao. Thánh nữ, người lành nghề trừ ta? hắn nhường bước, các tường thiên đi tới, đưa tay đặt lên đỉnh đầu khang tinh hải, thần thức quét qua, gương mặt xinh đẹp biến sắc, giống như nhận lấy kinh hãi. Nữ nhân này nhất định che giấu thứ gì đó, bởi vì nơi này là miếu thờ Phật tộc, thậm chí tượng đá trước đó vận dụng cửu tự chân ngôn, nhưng nàng lại nói không có quan hệ tới Phật tộc, hiển nhiên nàng đang nói láo có thể làm thánh nữ phật tộc phải lên tiếng lừa dối quan hệ trong đó quá lớn ta nói thánh nữ gì đó có phải ngươi biết cái gì hay không hắn hỏi các tường thiên vốn đang suy nghĩ chuyện khác sau khi nghe xong khóe miệng của nàng co giật trên trán xuất hiện hắc tuyến thánh nữ gì đó nàng có tên đấy không biết ngươi đang nói cái gì nàng lắc đầu sau đó thu tay về nàng ngưng thần đặt ngón tay lên trán khang tinh hải miệng quát úm lục tự minh vương chú lăng hàn so sánh với sở học của mình hắn lại phát hiện cả hai có khác biệt rất lớn trên bản chất là giống nhau một mạch tương thừa nhưng trên uy lực lục tự minh vương chú của các tường thiên còn mạnh hơn một mảng lớn đây mới là đế thuật chính tông lăng hàn âm thầm vật đầu đế thuật làm sao có thể dễ dàng truyền cho nên di tích của phật tộc trong nguyệt hoa tinh chỉ lưu lại truyền thừa lục tự minh vương chú không hoàn chỉnh hơn nữa còn là bản thiếu bằng không trừ hầu ca vì tình nghĩa huynh đệ cao hơn trời ai sẽ truyền thụ đế thuật cho dù trong đế tộc đế thuật chân chính cũng chỉ có thành viên hạch tâm mới có thể tu tập lang hàn không chút biến sắc hắn tiến hành suy nghĩ cặn kẽ lục tử minh vương chú của đối phương cao minh ở đâu có thể học trộm hay không hắn có cơ sở cũng không phải bắt đầu từ số không cho nên có một ít khả năng ma các tường thiên lại vận dụng lục tử minh vương chú hiển nhiên chỉ là một từ úm không thể xua đi ý chí kinh khủng chiếm cứ thức hải của khang tinh hải ni bá mễ hồng nàng niệm từng chữ sau đầu lại có Phật quang xuất hiện, toàn thân có kim quang chiếu sáng giống như hóa thân thành một nữ Bồ Tát. Nhưng sau khi niệm sáu chữ kia, chẳng những khang tinh hải không khôi phục, trái ngược lại, bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, ánh mắt cực kỳ kinh khủng, giống như đao phủ đồ sát ngàn vạn sinh linh. Truyền nhân của A Hàm, hắn lạnh lùng nói ra, chương 4343, Phật tổ A Hàm. Ngươi là truyền nhân của A Hàm, đột nhiên khang tinh hải lên tiếng, sau đó đưa tay phải ra bóp cổ cắt thường thiên, càng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn bị lăng hàn chế trụ nên không thể động đậy. Nhưng thực lực cát tường thiên không yếu, nàng khẽ sướng một tiếng Phật ngữ, trên người tỏa ra quang thuẫn màu vàng. Bành, khang tinh hải vươn tay cũng bị quang thuẫn ngăn cản, hắn sững sờ, dường như không nghĩ tới thực lực của mình yếu như vậy, mặt mũi đầy kinh ngạc. Ta là ai? Hắn giống như đột hóa thành một chiết nhân, hỏi ra một vấn đề vĩnh hằng. Lăng hàn xuất thủ, một bàn tay đập vào ót của hắn, lực lượng cường đại tỏa ra, Bành, Khang Tinh Hải ngã xuống, hắn lại lâm vào trạng thái hôn mê. Trước khi nhắm mắt hắn còn nhìn sang Lăng Hàn một chút. Ánh mắt kia, không cách nào hình dung, giống như có thể xâm nhập linh hồn. Khốn kiếp, dường như hắn bị tồn tại cường đại để mắt tới. Lăng Hàn thở dài, tại sao lại nhìn hắn? Đúng rồi, A Hàm là ai? Hắn hỏi các tường thiên. Các tường thiên không nói, giống như nàng đang lâm vào khiếp sợ, một lúc sau mới nói. Phật tổ pháp hiệu A Hàm, A... A Hàm chính là Phật Tổ, chính là người khai sáng Phật Tộc, cường giả vô thượng thành tựu Tổ Vương, vô địch một thời đại. Chờ chút, A Hàm Phật Tổ là người thời đại nào, nhìn vẻ mặt của Khang Tinh Hải vừa rồi, giống như hắn nhận biết A Hàm Phật Tổ, chẳng lẽ là lão quái vật. Đây rõ ràng chính là Phật Miếu, hơn nữa ý chí bên trong thức hải của Khang Tinh Hải lại nhận biết Phật Tổ, người khẳng định biết cái gì đó. Lăng Hàn nhìn về phía các tường thiên, các tường thiên hơi biến sắc, thản nhiên nói, Bần Ni không biết gì cả, uy. Ta nói sư thái, người xuất gia không nói dối, nếu bị Phật tổ ghét bỏ, chỉ có thể hoàn tục lập gia đình sinh con." Lang Hàn cố ý ép buộc, nhưng bị sức thừa nhận của thánh nữ Phật tộc vượt xa hắn tưởng tượng, nàng thờ ơ, thậm chí còn không thèm quan tâm tới hắn, nàng tiếp tục thi triển lục tự minh vương chú với Khang Tinh Hải. Nàng siêu độ vong hồn trong người Khang Tinh Hải, một lần lại một lần, chỉ ít mấy chục lần sau, Khang Tinh Hải mới mở mắt ra, sắc mặt hắn rất yếu ớt, ánh mắt mờ mịt. "A, à, tại sao ta ở nơi này?" Đầu đau quá, hắn bảo dậy, sờ lên đầu, hắn phát hiện đầu bị đánh sưng lên. Ai làm? Lúc trước hắn ở trong đại điện, ngọn đèn tắt đột ngột, sau đó một cơn âm phong ập tới, ngay sau đó hắn mất đi ý thức. Chẳng lẽ là Lăng Hàn? Hắn nhìn Lăng Hàn, trong lòng có chút hoài nghi, luôn cảm thấy việc này là tác phong của Lăng Hàn. Lăng Hàn mặc kệ hắn, hắn không có chút hứng thú nào với Khang Tinh Hải, làm hắn hiếu kỳ chính là Cát Tường Thiên, nữ nhân này khẳng định biết rõ không ít về Hắc Thiên Miếu bởi vì miệng quá cứng nên nàng không nói ra cái gì. Cát tường thiên lại giải thích, trước đó trong điện phát sinh chuyện quỷ dị, nàng và Lăng Hàn kịp thời chạy ra ngoài, khang tinh hải bất hạnh chúng chiêu, bị tà linh phụ thân, là nàng xua tan giúp hắn. T. Khang tinh hải nghe răng, lúc này hắn mới phát hiện, sinh mệnh nguyên lực của mình tổn thất nghiêm trọng, hắn khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn hấp thu chỗ tốt từ ngọn đèn thánh nhân, tăng lên thể chất, nhưng sinh mệnh nguyên lực hao tổn nhiều như thế, hắn ăn thua thiệt quá nhiều khó trách đồn đại nói bên trong hắc thiên miếu có quang hoa diệu động sẽ làm cho sinh linh tử vong cát tường thiên thản nhiên nói xem ra đúng là tà linh này lang hàn nghe xong đã im lặng đây là tà linh đơn giản hay sao rõ ràng là lão quái vật nhận biết a hàm phật tổ hắn đụng vào ý chí như thế hiện tại vừa mới tỉnh dậy thậm chí chỉ là một đạo tàn phiến đã mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi nếu như là tà linh cũng không phải cát tường thiên có thể xua đi nhưng nàng tràn ngập lòng tin như thế Lăng Hàn cảm thấy không hiểu. Đối phương tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy, cho nên nữ nhân này khẳng định nắm giữ bí mật hạch tâm nào đó mới có thể có nắm chắc như thế. A, à, vậy thì cáo từ Lăng Hàn phất tay với các tường thiên, thánh nữ Phật tộc là người có tâm cơ thâm trầm, lúc nào cũng có thể bán người đi, cho nên mỗi người nên đi mỗi ngả. Muốn chạy, Khang Tinh Hải không buông tha, lần trước hắn muốn ra tay với Lăng Hàn, bởi vì về sau phát sinh dị biến nên hắn không động thủ nhưng không có nghĩa hắn quên đi như vậy. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, trong ánh mắt đầy thương hại. Gia hỏa này căn bản không biết, vừa rồi đã bị hắn thu thập một trận. Lăng Hàn quay người rời đi, đưa lưng phất tay về phía Cát Tường Thiên cùng Khang Tinh Hải. Khang Tinh Hải muốn truy kích, lại bị Cát Tường Thiên ngăn cản. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên, nơi này có rất nhiều đại điện, song song vài chục tòa, vào sâu hơn còn có vài trăm tòa đại điện. Hắn nhìn một chút, trong mỗi đại điện đều có ngọn đèn dầu, hiệu quả giống nhau, đều có thể tăng thể chất nhưng không có cách gì tiếp tục lâu chẳng mấy chốc sẽ dập tắt sau đó xuất hiện chuyện quỷ dị lang hàn đã làm ra phản ứng trước tiên hắn vẫn bị ám toán bị người ta lưu giấu tay sau lưng lần một lần hai không có việc gì nhưng số lần càng nhiều hắn phát hiện trong cơ thể có âm khí làm máu của hắn lạnh lẽo hơn trước hắn vội vàng phát động lục tự minh vương chú hắn muốn xua tan âm khí sau khi xua tan vài chục lần lúc này lang hàn mới cảm giác thân thể ấm áp hơn một chút trong miếu thờ này trôn vùi tồn tại như thế nào cầm thi thể thánh nhân luyện thành thi dầu thậm chí nhận biết a hàm phật tổ thời kỳ viễn cổ địa vị to lớn dọa người nước rất sâu lang hàn cảm giác áp bách hắn cũng mặc kệ hắc thiên thần liếu gì đó hắn tìm ra tiên hà sẽ chạy trốn thật nhanh cứ đi như thế rốt cục hắn phát hiện những người khác nhưng thật nhiều người tinh thần uể oải trên mặt trên tay đều có dấu bàn tay màu xanh người nào nhìn thấy cũng cảm giác bàng hoàng oanh nơi xa có đại chiến bộc phát lang hàn lướt tới hắn vốn cho rằng có tiên hà xuất thế, không nghĩ tới là năm người tranh đoạt bồ đoàn. Một cái bồ đoàn mà thôi, có gì hay mà tranh giành. Lăng Hàn sử dụng nhãn thuật quan sát, hắn rất kinh ngạc, bồ đoàn kia không đơn giản, nhìn như cây trúc bệnh thành nhưng lại có từng đạo thần quang chấp động, còn có ký hiệu phù văn kinh người, giống như phù hợp một loại chân giải đại đạo nào đó. Nếu ngồi trên bồ đoàn tu luyện, tất nhiên có thể hỗ trợ mộ đạo, tu hành làm ít công to. Khó trách năm người kia muốn tranh đoạt, Lăng Hàn không chút khách khí, Hắn lao tới, cốt, năm người đánh khó hòa giải, đang suy nghĩ làm sao dọn sạch đối thủ, độc chiếm bảo vật, Lăng Hàn lại còn thò tay vào, cho nên bọn họ nhắm vào trước tiên. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hắn phát động sát khí xung kích, ba 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 ba, năm người trợn mắt sau đó mất đi ý thức. Trừ phi cảnh giới vượt qua Lăng Hàn, bằng không hắn sử dụng sát khí xung kích là có thể giải quyết tất cả. Lăng Hàn dễ dàng nhặt bồ đoàn lên, hắn vừa cầm bồ đoàn lên, tâm thần hắn bình an, hắn có cảm giác ngộ đạo. Đây chính là một kiện bảo bối, có trợ giúp Ngộ Đạo." Chương 4344, gặp lại Hồng Thiên Bộ. Buông vật trong tay ngươi xuống, một giọng nói nữ tử vang lên, không cao nhưng rất cao ngạo, cũng rất rõ ràng. Lăng Hàn xoay người lại, hắn nhìn thấy hai người, một nam một nữ. Hiển nhiên, nói chuyện chính là nữ tử kia, nhưng Lăng Hàn không nhìn nàng, hắn kinh ngạc nhìn nam tử kia. Khốn kiếp, quá đúng dịp, Hồng Thiên Bộ, Lăng Hàn không ngờ mình lại gặp Hồng Thiên Bộ tại nơi này. Từ khi gặp nhau trong Kim Nguyên Thánh địa, Hồng Thiên Bộ biến mất hoàn toàn, cũng không còn chút tin tức. Về sau cho dù mở di tích nào, thậm chí là Cửu Dương Thánh địa mở Sơn Môn cũng không thấy Hồng Thiên Bộ xuất hiện, làm cho Lăng Hàn tin rằng gia hỏa này chết ở tinh cầu nào đó. Dù sao trên thế gian có quá nhiều thiên tài vẫn lạc nửa đường, cũng không chỉ một mình Hồng Thiên Bộ như thế. Nhưng bây giờ, Hồng Thiên Bộ lại xuất hiện. Đương nhiên Hồng Thiên Bộ cũng nhìn thấy Lăng Hàn, trong mắt của hắn co rút, trong mắt tỏa ra sát ý nồng đậm với hắn mà nói, hắn có lý do oán hận lăng hàn. Nhưng nữ tử bên cạnh hắn nổi giận, nàng là tồn tại bực nào, lời nàng nói như thánh chỉ, lăng hàn lại dám xem như gió bên tai. Hơn nữa, hắn còn không nhìn dung mạo tuyệt sắc của nàng một chút, lại còn nhìn chầm chầm vào hồng thiên bộ nhìn, người có bị mù hay không. Lớn mật, nàng quát lớn, hồng thiên bộ lại cười một tiếng, nói, Hải Lan, ta giới thiệu với người một chút, vị này chính là lăng hàn. Người chính là lăng hàn nữ tử kia lộ ra vẻ cao ngạo nàng khoanh tay trước ngực dáng vẻ rất khinh thường nói dân đen cấp thấp dám đối đầu với thiên bộ còn không quỳ xuống cho ta ha ha đúng là kiêu ngạo thật lớn lăng hàn nhìn về phía hồng thiên bộ cười nói nữ nhân này có mau bệnh sao muốn chết nữ tử quát lên một tiếng xeo xeo hai bóng người xuất hiện và lao về phía lăng hàn hả lăng hàn kinh ngạc hai người này vốn bị vây ở bên ngoài sau khi nữ tử quát lên mới lao tới tấn công. Kỳ quái, sau khi tiến vào nơi này, mỗi người đều bị chia rẽ, nhưng nữ tử này còn có hai tùy tùng, thậm chí nàng còn sớm quen biết với Hồng Thiên Bộ, vì cái gì bọn họ có thể gặp nhau. Là vận khí tốt đến mức nghịch thiên hay có thủ đoạn khác? Thời điểm hắn suy nghĩ, hai người kia đã lao tới. Bọn họ đều là nam tử khoảng 30 tuổi, vẻ mặt cứng nở như gỗ, nhưng tu vi lại là sinh đan sơ kỳ, bọn họ xuất trưởng sinh ra dị tượng long hổ, ký hiệu lưu truyền, khủng bố vô biên. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai trốn tránh, hắn vô cùng kinh ngạc, nữ tử kia rõ ràng chỉ là chú đỉnh, dựa vào cái gì có thể sai khiến hai tên sinh đan cảnh. Chuyện này nói rõ vấn đề, thế lực sau lưng nữ tử kia rất mạnh. Hồng thiên bộ, ta nhớ trước kia ngươi không cần nữ tử ra mặt. Lăng Hàn cười nói, hắn vừa tránh né vừa trào phúng. Nhưng Hồng thiên bộ lại không nghe hắn châm chọc, thản nhiên nói. Ngươi tìm không thấy quý nữ giống như Hải Lan, đó là ngươi không có bản lãnh, mà ta có vận khí tốt hơn ngươi lời này làm nội tâm nữ tử vui vẻ nàng mỉm cười ngọt ngào với hồng thiên bộ khốn khiếp làm tiểu bạch kiểm còn cao điệu và hùng hồn như thế tâm thần lăng hàn rung động với tính khí cao ngạo của hồng thiên bộ hắn cần tận lực lấy lòng nữ tử tầm thường hay sao dường như nhìn ra điểm khó hiểu của lăng hàn hồng thiên bộ mỉm cười nói quên giới thiệu cho ngươi biết hải lan họ đế đế hải lan lại là người họ đế trong đầu lang hàn nhớ tới một cái tên đế thích thiên có trước tổ vương chỉ để lại tôn hiệu của mình ví dụ như a hàm phật tổ có ai biết họ tên tục danh của hắn hay không còn có bàn thạch tổ vương hắn là tảng đá thành đạo có ai biết tên thật của hắn nhưng có một ít tổ vương không biết gọi là gì nhưng dòng họ lại lưu truyền rộng rãi người người đều biết ví dụ như tứ phương đại đế hắn họ thường hiện tại thường ra cũng có thực lực đại vô biên là một trong các thế lực mạnh nhất tinh không còn có lang tộc đại đế yêu hoàng đế thích thiên dám lấy đế làm họ trong thiên hạ chỉ có một nhà khó trách hồng thiên bộ cao ngạo như thế cũng bỏ qua ngạo khí thì ra nữ tử này là người đế tộc tất cả đều có thể giải thích thông ha ha người ở rể lang tộc sao lang hàn cười nói lời này là lời chào phúng thử hỏi nam tử trong thiên hạ có mấy người cam tâm ở rể lòng dạ hồng thiên bộ thâm trầm không gì sánh được nghe vậy cũng không tức giận hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn đế hải lan ý tứ rất rõ ràng hắn không xem trọng gia thế của đế hải lan chỉ thích nữ nhân này khốn kiếp thật cay mắt lang hàn lắc đầu hồng thiên bộ thật lợi hại quả thực diễn thành tiểu bạch kiểm ý trọng tình thâm hai người các ngươi đều là phế vật đánh lâu như vậy còn không làm gì được chú đình đế hải lan quất lớn hai tên sinh đan liên thủ nhưng chậm chạp không thể bắt lấy lang hàn việc này làm nàng cảm thấy mất mặt không cần gấp gáp hồng thiên bộ lại an ủi lang hàn thật không đơn giản chỉ xích thiên nhai chính là tuyệt học thượng cổ có thể giúp võ giả phát huy tốc độ vượt qua cảnh giới. Nhưng chỉ xích thiên nhai tạo thành gánh nặng thân thể rất lớn, cũng tiêu hao bí lực kinh người, cho nên hắn không thể bền bỉ. Phán đoán như vậy rất hợp lẽ thường, cũng có thể nhìn ra Hồng Thiên Bộ cay độc, tuyệt đối không phải người mới 20 tuổi. Đế Hải Lan gật đầu, nàng rất say mê thần thái tự tin nắm giữ tất cả trong tay của Hồng Thiên Bộ, thu hồi kiêu ngạo của đế tộc, nguyện ý làm tiểu nữ nhân. Nhưng Lang Hàn cũng không phù hợp lẽ thường, hắn tu hành phàm cảnh đến mức hoàn mỹ thể phách mạnh mẽ còn không kém gì người chuyên tu thân thể như ngô khởi nguyên bí lực hắn dự trữ nhiều vô tật đủ để sánh ngang với giáo chủ muốn chờ hắn không chịu nổi gánh nặng của chỉ xích thiên nhai ha ha đối phương sẽ chờ thời gian rất dài lăng hàn muốn phản kích bị động chịu đòn không phải phong cách của hắn đánh lâu không thể làm gì lăng hàn ngay cả hồng thiên bộ cũng biến sắc mặc dù hắn không luyện thành chỉ xích thiên nhai nhưng môn bí thuật này là hắn chiếm được đầu tiên hắn vẫn hiểu rõ một ít biết muốn vận chuyển môn thân pháp này cần yêu cầu rất cao, tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên, Lăng Hàn đến bây giờ vẫn có thể vận dụng chỉ xích thiên nhai, hắn cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Lăng Hàn đột nhiên xuất ra một trường, tư, điện mang tỏa sáng, một đạo lôi đình đánh thẳng vào tên sinh đan cảnh. Hai tên sinh đan một người có mái tóc dài, người tóc ngắn, người bị Lăng Hàn oanh kích chính là tên tóc ngắn. Ba, nam tử tóc ngắn không ngờ Lăng Hàn có thể phản kích, bởi vậy hắn không thể tránh thoát, chỉ miễn cưỡng đưa tay ngăn cản ở trước ngực. Điện mang biến mất, cánh tay nam tử tóc ngắn cháy đen. Đáng tiếc, vẫn không thể giải quyết. Lăng Hàn thở dài, dù sao đối thủ chính là Sinh Đan Sơ Kỳ, đế thuật của hắn chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ này, mà chiến lược tương đương, có ai có thể dùng một chiêu giải quyết đối thủ. Nếu hắn tiến thêm một bước, đạt tới bát đỉnh thì sao? Trường 4 345, trận chiến cuối cùng. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi, cho dù là Hồng Thiên Bộ, Đế Hải Lan cũng phải chấn kinh. Hai tên sinh đan hợp kích, chẳng những một tên chú đỉnh không có chết, ngược lại còn tiến hành phản kích, thậm chí còn đả thương một người. Khốn khiếp, là chuyện đầm rồng hang hổ hay sao? Hồng thiên bộ cao mày, hắn lộ ra vẻ mặt e rè. Sau chiến dịch kim nguyên thánh địa, hắn cơ duyên xảo hợp làm quen với đế Hải Lan, cũng thành công giành được trái tim của đối phương, từ đây bước vào đế gia, hưởng thụ tài nguyên do đế tộc cung cấp. Kể từ đó, tu vi của hắn tăng lên như bay thuận lợi đạt đến chú đỉnh cảnh. Với trình độ yêu nghiệt của hắn, thiên đỉnh không phải điểm cuối cùng, hắn hiện tại đã là bát đỉnh, cũng được đế gia xem trọng, cũng định vị là một viên đại tướng trong tương lai. Hắn không còn đặt lăng hàn vào mắt, hai người đã không phải người cùng một thế giới. Vừa rồi gặp được, hắn cũng thong dong chấn định, còn dùng ánh mắt cao ngạo nhìn lăng hàn, cho rằng lăng hàn chỉ ỷ vào chỉ xích thiên nhai mới có thể tránh thoát, dù sao cũng là vũ khí trộm của hắn. Ở trong lòng, Hồng Thiên Bộ có cảm giác yêu Việt rất lớn. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn phản kích long trời lở đất, làm cho sinh đan cảnh bị thương nhẹ, đây là việc quá kinh khủng. Hồng Thiên Bộ tự hỏi, hắn có thể làm được không? Không thể, hắn âm thầm lắc đầu, cho dù hắn là bát đỉnh, còn dung hợp con mắt của thái cổ hung vật, nhưng đối mặt với sinh đan cảnh, hắn vẫn không có sức hoàn thủ. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn đã tiến vào đế tộc, hắn có thể tùy tiện xem công pháp dưới thánh cấp, Lăng Hàn có tạo hóa như hắn không? Nhưng vì cái gì Lăng Hàn lại không kém hơn hắn? hai tay của hắn siết chặt vào nhau trước đó cảnh giới của hắn hơn xa lăng hàn nhưng giao phong nhiều lần vẫn bại trong tay lăng hàn hiện tại hắn đã tiến vào đế tộc có thể nói điều kiện đã tốt đến cực điểm tại sao hắn không thể áp chế lăng hàn còn có biện pháp khác sao khá lắm tiểu tử tên sinh đan cảnh bị tấn công lên tiếng mặc dù cánh tay của hắn bị điện giật cháy đen nhưng chỉ cần vận chuyển bí lực thương thế sẽ bị áp chế hơn nữa còn còn không ngừng chuyển biến tốt đẹp qua một lúc sau hắn khôi phục như cũ dù sao sinh đan cũng là sinh đan nắm giữ ưu thế một đại cảnh giới áp chế quá rõ ràng lăng hàn cao mày nội tâm hắn cao ngạo hắn muốn gây tổn thương hoặc chém giết sinh đan nhưng sự thật chứng minh cho dù đối phương không kịp chuẩn bị nhưng vẫn không thể áp đảo sinh đan hơn nữa đối phương chỉ có tu vi sơ kỳ mà thôi như vậy cần phải chuyển sang hướng khác lăng hàn để mắt tới hồng thiên bộ sát ý ẩn động hồng thiên bộ muốn giết hắn hắn cũng muốn giết hồng thiên bộ hai người đã sớm có ý định này trong lòng hai vị tiền bối, giao đối thủ này cho tại hạ. Hồng Thiên Bộ lớn tiếng nói, đế Hải Lan có thể tùy ý quát bảo sinh đan cảnh nhưng hắn không được, dù sao hắn là người ngoài, cần phải tuân thủ thiết luật tôn ti trong võ đạo. Hai tên sinh đan cảnh cũng cho hắn mặt mũi, tất cả đều lui về phía sau. Thiên Bộ, đế Hải Lan lại bận tâm, đối thủ quá yêu nghiệt, có thể đả thương sinh đan cảnh, nàng lo lắng Hồng Thiên Bộ không địch lại. Tin tưởng ta, Hồng Thiên Bộ mỉm cười, ngạo khí ngập trời. Hiện tại Lăng Hàn rất mạnh nhưng hắn cũng không yếu, bởi vì hắn là Hồng Thiên Bộ, Đế Hải Lan mê mẩn, nàng không kìm lòng được mà gật đầu, nàng chế mê khí chất của Hồng Thiên Bộ. Hồng Thiên Bộ cất bước tiến lên đối mặt với Lăng Hàn. "Hồng Thiên Bộ, đã lâu không gặp." Lăng Hàn từ tốn nói, ngữ khí giống như bằng hữu cố gặp nhau, nhưng sát ý lại đáng sợ không gì sánh kịp. Lần này, hắn muốn kết thúc đoạn nhân quả lúc trước. Sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn người tên Lăng Hàn." Hồng Thiên Bộ nói đồng dạng vô cùng kiên quyết. Lang Hàn cười nói, sao người có lòng tin như vậy? Bởi vì ta là Hồng Thiên Bộ. Xoát, Hồng Thiên Bộ lao tới, hai tay kéo ra, một âm một dương giống như thái cực. Lang Hàn chỉ cười cười, hắn đánh ra một quyền vào trung môn. Bành, đấm ra một quyền, thái cực tan vỡ, Hồng Thiên Bộ rên rỉ, hắn lùi bước. Mặc kệ ngươi dùng bí thuật gì, ta chỉ cần một quyền là đủ. Hồng Thiên Bộ nhíu mày, bí lực của Lăng Hàn quá hùng hậu, cho nên cùng là thất đỉnh hoặc bát đỉnh, lực lượng của hắn đánh ra càng ngưng thực và mạnh hơn rất nhiều nhưng vấn đề là hắn đúc thành hoàng kim tiên đỉnh hơn nữa trước đó còn chiếm được đại cơ duyên lấy vật chất thần tính tiến một bước rèn luyện tiên đỉnh tiên đỉnh đã tiến hóa thành lưu ly đỉnh ba màu phẩm chất của tiên đỉnh có tương quan mật thiết với độ tinh khiết của bí lực bởi vì tiên đỉnh có thể lọc bí lực loại trừ tạp chất tiên đỉnh càng cao dai hiệu quả lọc càng tốt cho nên từ trên lý luận cảnh giới hắn cao hơn bí lực của hắn hùng hậu hơn nhiều lắm chỉ có người sánh ngang với hắn nhưng không có biện pháp vượt qua. Lang Hàn đúc ra tiên đỉnh có phẩm chất gì, chẳng lẽ là năm màu hoặc bảy màu. Thiên bộ, đế Hải Lan thì lo lắng không gì sánh kịp, nàng liếc mắt ra hiệu cho hai tên sinh đan cảnh, ra hiệu bọn họ phải xuất thủ vào lúc hồng thiên bộ gặp phải nguy hiểm. Hai người kia đều gật đầu, mặc dù đế Hải Lan không phải công chúa địa vị cao nhất đế gia, nhưng cũng xuất thân từ chủ tộc, hơn nữa hồng thiên bộ rất được xem trọng, bọn họ nghĩa bất dung từ. Lúc này đế Hải Lan mới yên tâm, nàng nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, mười ngón tay siết chặt. Oanh, 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 hồng thiên bộ liên tục đánh trả, hắn là người bất phàm, trời sinh đã có đại cơ duyên, về sau tiến vào đế tộc, cũng có thể tùy ý đọc qua bảo thuật dưới thánh cấp. Đối với những người khác, tham thì thâm, nếu học nhiều sẽ chỉ biết mà không tin. Nhưng hắn lại khác biệt, bởi vì hắn dung hợp một con mắt thái cổ hung vật, hắn nhìn bảo thuật bình thường sẽ nhìn thấu bản chất, cho nên, hắn nắm giữ bảo thuật nhiều kinh người, hơn nữa mỗi môn đều đạt tới cấp độ tinh thông. Giao thủ hơn 20 chiêu, Hồng Thiên Bộ trước sau vận dụng 7 môn bảo thuật, mỗi một môn đều là cấp bậc tứ cực cảnh, đổi thành đối thủ khác, có lẽ đã sớm bị hắn đánh bại, bị bảo thuật tầng tầng lớp lớp đánh chết. Nhưng Lăng Hàn có quá nhiều biện pháp hóa giải, chỉ một màn sáng tinh thần của hắn, Hồng Thiên Bộ oanh kích nửa ngày mới phá được, hắn cũng có nhãn thuật, đối phương có thể qua mặt hắn hay sao? Nhưng Lăng Hàn dùng bảo thuật đấu bảo thuật, Đại La Thiên bảo thuật, Phong Thần Thối, Độ tiên chỉ có bảo thuật không bằng hồng thiên bộ nhưng hắn dựa vào thực lực cường đại bổ sung chỗ không đủ cho nên hắn có thể vượt qua và liên tục ép hồng thiên bộ lùi bước nhưng lang hàn không dùng tới đế thuật cũng không vận dụng lôi đình thần mang bởi vì hắn biết nếu hồng thiên bộ gặp được nguy hiểm tính mạng hai tên sinh đan cảnh sẽ không ngồi im mà nhìn cho nên hắn cần một cái tuyệt sát cơ hội lang hàn người thật sự làm ta giật mình hồng thiên bộ cười to mi tâm hắn vỡ ra một con mắt xuất hiện đây không phải mắt người nó đầy sát khí, vừa mở ra đã làm lòng người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Con mắt thái cổ hung vật, Hồng Thiên Bộ đã vận dụng át chủ bài, chương 4346, chém giết. Mặc dù tiến vào đế tộc, nhưng đừng nói Hồng Thiên Bộ là con rể đế gia, cho dù hắn ở rể cũng không nhất định có thể được truyền đế thuật. Đế thuật, đây chính là át chủ bài lớn nhất sau đế binh, sao có thể dễ dàng truyền cho người khác? Cũng chỉ có người hào khí vô biên như Hầu Ca mới có thể hào phóng như thế. Trái lại, nhân khẩu đế tộc của hầu ca quá ít, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không thể hình thành thế lực lớn. Bằng không, cho dù đấu chiến thánh hoàng chết, hắn có thể bị một thế lực tôn giả trấn áp 2.000 năm sau. Đế tộc không thể lừa gạt, cho nên, át chủ bài lớn nhất của Hồng Thiên Bộ, cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất chính là con mắt thái cổ hung vật mà hắn dung hợp. Mắt mở, sát khí như nước sôi, một tia sáng màu tím bắn tới, thân thể lang hàn cứng ngắc, hắn khó động đậy ngón tay. Nhưng lang hàn không sợ hãi, hắn đánh ra một đạo sát khí, đánh về phía hồng thiên bộ. Hồng thiên bộ rên rỉ đau đớn, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Lần này, thức hải của hắn suýt vỡ tung, hắn hoảng sợ, thủ đoạn này của lăng hàn đã có tiến bộ. Lăng hàn khôi phục năng lực hoạt động, hồng thiên bộ cao mày, uy lực ánh sáng tím không thể áp chế lăng hàn, đây là việc hắn tính sai. Hắn thấy, một chiêu này lần nào cũng đúng, cho dù là sinh đan cảnh bị hắn bắn chúng cũng cứng đờ, từ đó hắn thắng được cơ hội thoát thân. Nhưng Lăng Hàn lại khôi phục nhanh chóng, tốc độ còn nhanh hơn cả Sinh Đan, đây là việc hắn không thể tiếp nhận nổi. Hắn hừ một tiếng, ánh sáng tím bay tới lần nữa. Tốc độ của ánh sáng tím quá nhanh, Lăng Hàn không thể tránh thoát, giống như sát khí xung kích, nhưng thật ra ánh sáng chính là thân thức, cho nên hắn phải tiến hành phòng ngự thần thức. Ông, tiên đỉnh của Lăng Hàn chấn động nhẹ, Thức Hải rung động mạnh, từng cơn sóng lay động, trong nháy mắt đã xua tan công kích từ ánh sáng tím. Nhận mà không đáp lễ là thất lễ lăng hàn xông ra ngoài hắn vận dụng một đạo sát khí sung kích thân thể hồng thiên bộ hơi dừng lại sau đó hắn vận dụng sát chiêu yêu hầu quyền đây là đế thuật một khi vận chuyển sẽ tỏa ra uy áp cường đại đế hải lan và hai tên sinh đan cảnh đều dùng mình bọn họ đến từ đế tộc cho dù chưa từng học đế thuật nhưng có thể không thấy đế thuật hay sao cái gì tiểu gia hỏa sâu kiến trong mắt bọn họ biết đế thuật đây không phải là tiểu nhân vật gì đó rõ ràng chính là truyền nhân đế tộc hỏng bét hai tên sinh đan cảnh đồng thời lao tới hồng thiên bộ mạnh nhưng tuyệt đối đánh không lại đế thuật hắn sẽ bị công kích đánh trọng thương cho nên bọn họ nhất định phải lao tới tránh lang hàn lại bổ sung thêm đại chiêu đánh chết hồng thiên bộ hồng thiên bộ không liều mạng hai tay che trước người hắn kết thủ ấn tạo thành quang thuẫn bành yêu hầu quyền đánh tới quang thuẫn không thể ngăn cản nó bị đánh nát ngay lập tức nhưng hắn thành công hóa giải một phần lực lượng của yêu hầu quyền từ đó hồng thiên bộ giành được một chút hy vọng sống chỉ cần không bị một quyền đánh chết hai tên sinh đan cảnh chạy tới sẽ cứu hắn thoát thân nhưng lăng hàn không biết điểm ấy sao làm sao giết đối thủ lăng hàn nâng tay phải lên tia sáng lôi đình xuất hiện và đánh về phía hồng thiên bộ cái gì lần này hồng thiên bộ sợ hãi sắc mặt như cho tàn làm sao có thể chứ đồng thời thi triển hai môn đế thuật tại sao thế gian lại có ra hỏa biến thái như vậy việc này tương đương hai tên đại đế trẻ tuổi liên thủ hợp kích thử hỏi trong thiên hạ có người nào có thể dùng tu vi cùng dai ngăn cản. chí ít hồng thiên bộ không được, hắn có yêu nghiệt cũng không có khả năng so sánh với đại đế thời trẻ tuổi. Tư, tia sáng lôi đình đánh tới, hồng thiên bộ bị chém thành hai đoạn. Lăng hàn cũng không quay đầu lại, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn giống như thích khách, suốt một kích thì bỏ chạy. Thiên bộ, đế hải lan gào lên bi thương, đồng thời nàng tức giận ngập trời. Giết hắn cho ta, giết hắn, hai tên sinh đan cảnh nhanh chóng truy đuổi, bọn họ rất tức giận, ở ngay trước mặt bọn họ lang hàn dám chém hồng thiên bộ thành hai đoạn cho dù không chết nếu không có thánh dược hồng thiên bộ khẳng định xong đời cho dù là đế tộc thánh dược cũng chân quý không gì sánh kịp cần dùng kéo dài tính mạng cho thánh nhân sao có thể lãng phí trên người kẻ khác họ như hồng thiên bộ giết nhất định phải giết kẻ cầm đầu bằng không bọn họ cũng khó thoát tội trạng nhưng lang hàn phát động chỉ xích thiên nhai tốc độ của hắn không kém gì bọn họ hơn nữa nơi này khắp nơi đều có bóng đen lưu động không sợ lực lượng đả kích, đánh thẳng linh hồn, chúng rất khó chơi. Lăng Hàn lợi dụng địa hình đặc thù chạy trốn, không qua bao lâu hắn đã thoát khỏi truy binh. Hồng Thiên Bộ đã chết, cũng bị cắt thành hai đoạn, nếu đối phương có thể sống sót, nói rõ mạng đối phương quá lớn. Lăng Hàn không có bao nhiêu hưng phấn, hắn thấy, đánh giết Hồng Thiên Bộ là chuyện đương nhiên, hắn còn cảm thấy hưng phấn hay sao? Đại điện nơi này nối liền không dứt, Lăng Hàn chỉ muốn tìm Tiên Hà, hắn nhảy lên đỉnh đại điện xem xét tình huống một chút, nhưng vừa đặt chân lên đỉnh đại điện, hắn bị một lực lượng hùng hậu ép xuống. Giống như đại điện thần thánh, không thể làm bẩn, lang hàn bất đắc dĩ, hắn tiếp tục dò xét đại điện. Rốt cuộc hắn cũng gặp người tiến vào trước và bị ngăn cản ở quảng trường. Quảng trường này không phải vắng vẻ, nơi này đặt rất nhiều tượng đồng, lít nha lít nhít giống như một chi đại quân. Có người xâm nhập trong đó, những đồng nhân này sẽ sống lại, bành, 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 ba quyền hai cước đánh lui người kia. Chơi không lại, Lang Hàn cũng lắc đầu, hắn nhìn rõ ràng, những đồng nhân đều là tồn tại sinh đan cảnh, số lượng nhiều tới hàng vạn, hắn làm sao vượt qua. Không biết dùng ra hư không thú che đậy thân thể có thể vượt qua hay không. Lăng Hàn nói thầm một câu, hắn cầm ra hư không thú khoác lên người, lặng lẽ đi qua, nhưng vừa đặt chân vào quảng trường, lông tóc của hắn dựng đứng, bởi vì cách pho tượng đồng gần hắn nhất đã khôi phục, nó suốt một trường tấn công hắn. Khốn kiếp, Lăng Hàn vội vàng tránh né nhưng vẫn bị trưởng phong quét qua, hắn cảm thấy toàn thân nóng bỏng và đau đớn. Mạnh như vậy, oanh, đột nhiên, hắn cảm ứng không khí ba động, nơi xa bộc phát đại chiến. Hắn cảm thụ rõ năng lượng trong không khí, hắn cao mày, đó là cường giả sinh đan cảnh chiến đấu, hơn nữa số lượng không ít, năng lượng trong không khí rất rối loạn. Chẳng lẽ, có nhiều sinh đan cảnh sắp đánh tới, cũng tốt, vừa vặn cho bọn họ phá trận. Lăng Hàn dùng ra hư không thú che giấu chính mình, quả nhiên, không qua bao lâu, nơi này có một đám người giết tới, ba sinh đan đồng ra cũng ở trong đó. Những người này đều tổn thương, hiển nhiên, mặc dù bọn họ đánh bại pho tượng đá hàng long chân ngã cảnh ở cửa ra vào, bọn họ cũng bỏ ra cái giá lớn. Chỉ ít có tới 200 sinh đan cảnh, quy mô như vậy rất dọa người, người trên quảng trường tránh đường, hiện tại chỉ sợ hậu duệ đế tộc cũng không dám phách lối, bởi vì tay đế tộc không thể chạm tới nơi này. chương 4347, Phong kế hành Lang Hàn tâm niệm vừa động, hắn cũng cải biến tướng mạo của mình, sau đó lại lấy diễn hồn thuật cải biến linh hồn ba động cứ như vậy nơi đây không còn người nào nhìn ra thân phận chân thật của hắn hắn thu hồi ra hư không thú sau đó thoải mái đứng chung với người khác lượng lớn sinh đan cảnh vào sân trước đó chú đỉnh đã lui sang một bên cho dù ngươi là thiên tài tuyệt đỉnh nhưng kém một đại cảnh giới thì ai dám làm càn những sinh đan cảnh này vốn định dọn bãi nhưng phần lớn người bên ngoài đều mang theo át chủ bài mạnh mẽ mặc dù chưa chắc có thể lật tung sinh đan nhưng sinh đan muốn oanh sát bọn họ cũng cần trả cái giá thật lớn bởi vậy những kẻ bên ngoài đường hoàng lui sang một bên sinh đan cảnh cũng không bức bách lang hàn quan sát một chút kỳ thật có không ít sinh đan cảnh tiến vào bạch liên bí cảnh nhưng ở nơi này trừ đế ra ra hắn không nhìn thấy sinh đan nào khác giống như khi tiến vào nơi này bọn họ tiến hành sàng lọc trúc cơ chú đỉnh sinh đan đều tiến vào một khu vực trừ khi có thủ đoạn tổ vương mới có thể tiến hành can thiệp lục tục ngo ngoe, còn có người xuất hiện, thánh nữ Phật tộc Cát Tường Thiên, nàng xinh đẹp xuất trần, mặc dù là người xuất gia nhưng giữ lại ba ngàn sợi phiền não, Mỹ lệ tuyệt luân, có Phật hiệu gia trì, cho nên nàng có ưu thế đặc thù. Tống Lam cũng đến, hai đại Mỹ nữ trong thập đại Mỹ nữ xuất hiện tại đây, lập tức dẫn tới vô số người vây quanh, xem các nàng như trung tâm và phi thường ái mộ. Trừ hai đại Mỹ nữ ra, tự nhiên còn có thiên kiêu. Phong kế hành, bài danh 12 tinh võng, là đệ nhất cường giả chú đỉnh của Bắc Thiên vực chúng ta. Cái gì thứ 12, nếu hiện tại hắn rời khỏi bí cảnh, tuyệt đối có thể xông vào trước 10. Tại sao nói ra lời này? Ta nghe nói hắn đạt được cơ duyên lớn ở đây, tu ra Cửu đỉnh. Cái gì? Mọi người đều chấn kinh, Bắc Thiên vực lại có Thiên Kiêu Cửu đỉnh. Ha ha, không chỉ như thế, phong kế hành đạt được cơ duyên nghịch thiên, còn chiếm được lượng lớn vật chất thần tính, tiên đỉnh của hắn tiến hóa đến Lưu Ly đỉnh chín màu, đến cuối cùng ngay cả vật chất thần tính cũng vô dụng Người nói có châu hay không châu T, mọi người hít khí lạnh lần nữa Quá kinh khủng, vật chất thần tính cũng vô hiệu Phẩm chất tiên đỉnh cao cỡ nào Lần này tốt rồi Bắc Thiên Vực chúng ta có cường giả tinh võng Bài danh trước 10 Nói không chừng không phải trước 10 Mà là năm vị trí đầu, trước 3, thậm chí Đệ nhất, thật nhiều người hưng phấn Mặc dù không phải chính mình cường đại Nhưng thân là một thành viên trong Bắc Thiên Vực Trường kỳ ở lại trong tinh võng hiện tại Bắc Thiên Vực đã có một trí cường giả, tự nhiên có cảm giác tự hào. Lăng Hàn cũng nhìn sang, nhìn thấy phong kế hành chỉ hơn 20, dáng người thon gầy, mái tóc dày và đen, từng sợi tóc như điêu khắc tạo thành, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tướng mạo của người này phi thường anh Tuấn, còn có phong thái khiếp người, khí tràng kinh người, hắn đứng tại chỗ giống như cột trống trời, có thể hấp dẫn ánh mắt người khác. Hiện tại, hắn đang đứng chung với thánh nữ Phật tộc, Tống Lam, cũng không biết đang nói cái gì, hai nữ cười nhẹ, bầu không khí cũng hài hòa. Việc này đã làm rất nhiều người đỏ mắt, tiểu tử này thật biết hấp dẫn thù hận, hắn lại lôi kéo hai mỹ nữ trên tuyệt sắc bảng. Nhưng ai dám đi tới khiêu khích, cửu đỉnh đấy, hơn nữa còn là lưu ly đỉnh chín màu, chiến lực có thể đối kháng với sinh đan cảnh. Lăng Hàn không có ý gì với Tống Lam, các tường thiên, đương nhiên sẽ không ghen ghét, trong nội tâm của hắn đang suy nghĩ tia sáng tím ở nơi nào, có phải là tiên hà hay không, hắn làm cách nào thu lấy nó. Những sinh đàn cảnh kia tu chỉnh hai ngày, bọn họ bắt đầu xông đồng nhân trận. Trong thời gian này, lại có rất nhiều sinh đàn cảnh bản thổ đến nơi đây, gộp lại được 300 người, nhưng so với đồng nhân trận trước mặt, số lượng 300 không nói là hạt cát trong sa mạc nhưng cũng không có mạnh đến mức nào. Cũng may chính là đồng nhân cũng không di động khỏi vị trí của chúng, cho nên đây là điểm may mắn. 300 sinh đàn bắt đầu tấn công, bọn họ tiến lên khó khăn nhưng cũng giết ra một thông đạo. Bỏ ra thời gian 10 ngày, rốt cuộc bọn họ mới thông qua đồng nhân trận. Kẻ bên ngoài muốn đi qua nhưng bị cản lại, muốn qua cũng được, bỏ hiếu kính ra đây. Con đường này do 300 sinh đan cảnh bỏ ra cái giá to lớn mới có thể đả thông, người muốn thông qua như vậy sao? Kẻ bên ngoài không cậy mạnh, bọn họ dâng bảo vật lên. Trước khi bọn họ tiến vào ma nguyên vực, hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, dù không có, khi tiến vào nơi này cũng có mang theo một ít bảo vật, bởi vậy muốn thông qua cũng không khó. Lang Hàn không có tự tiên xông vào, hắn giao đan dược ra, với hắn tới nói, đây là chút lòng thành. Tạm thời, kẻ bên ngoài và người bản thổ tạo thành liên minh tạm thời. Lăng Hàn nhìn thấy ba người đồng ra đang tìm người, bọn họ đang nghe ngóng tin tức của hắn. Ba người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế gian này có bí pháp như diễn hồn thuật, có thể làm linh hồn ba động phát sinh biến hóa. Không có biện pháp, cấp độ võ đạo ở nơi này quá thấp. Ba lão gia hỏa này, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, rõ ràng là bọn họ vô cớ khinh người trước hiện tại còn cắn chặt không tha đáng chết đáng tiếc nơi này không thể bố trí tam tương bảo bình trận bằng không hắn sẽ luyện chết bọn họ sẽ có cơ hội lăng hàn nói thầm hắn cách sinh đan cảnh không xa chỉ cần hắn bước vào sinh đan tin tưởng chém sinh đan hậu kỳ cũng không khó khăn gì hắn áp chế sinh cơ hắn chỉ đi theo dòng người tiến lên phía trước sau khi thông qua quảng trường bóng người màu đen ở nơi này càng nhiều chúng không ngừng lao tới đánh giết bọn họ những bóng đen này đều là âm hồn không có thực thể, cho nên cũng không sợ lực lượng đả kích, muốn tạo thành tổn thương với bọn chúng, nhất định phải dẫn động năng lượng tầng thứ cao, hoặc dùng tinh thần lực chém giết. Chiến đấu như thế tiêu hao quá lớn, cho dù là sinh đan cảnh cũng cố hết sức, cả buổi mới có thể tiến lên một bước. Vấn đề là âm hồn giống mãi không hết, không ngừng có âm hồn xông ra đả kích sĩ khí. Bần Ni có một pháp có thể siêu độ vong hồn, Cát Tường Thiên đứng dậy, nói, nhưng Bần Ni một người không có cách thi triển, cần trợ giúp các sinh đan cảnh kia đều kinh ngạc, bọn họ không có biện pháp nhưng một chú đỉnh cảnh nho nhỏ lại làm được. Bọn họ sinh lòng hướng tới, nghe nói thế giới bên ngoài rộng lớn không gì sánh được, so sánh ra, ma nguyên vực chỉ là một địa phương nhỏ. Hơn nữa, ở bên ngoài, sinh đan cảnh có thể sống 4.000 năm, chỉ riêng điểm này cũng làm bọn họ điên cuồng. So sánh ra, linh thần thụ tâm gia tăng trăm năm thọ nguyên không tính là gì. Nhưng người nơi này tiến vào đây không chỉ tìm liễu linh thần thụ tâm, mà là truyền thừa ở nơi này cho nên, những sinh đan cảnh kia nguyện ý tiếp tục đi tới. Các tường thiên lấy ra một cái cá gỗ, sinh đan cảnh liên tục rót bí lực vào trong, nàng phát động bí pháp Phật tộc siêu độ vong hồn. chương 4348, siêu độ vong hồn. Nơi này có rất nhiều sinh đan cảnh, bởi vậy cũng không sợ các tường thiên dở cho quỷ. Có 10 tên sinh đan cảnh đi lên phía trước, bọn họ rót bí lực vào trong cá gỗ, trên cá gỗ phổ thông xuất hiện rất nhiều hoa văn rực rỡ. Các tường thiên gõ nhẹ cá gỗ, sau đó nàng quát. Uống, lập tức, chữ uống phát sáng giống như nhận được lực lượng gia trì, có Phật quang tỏa ra, nó không ngừng phóng đại, mỗi người tiếp xúc đều sma nhận Phật lực cuồn cuộn, nhưng ngột rửa lòng người, những tạp niệm trong người biến mất. Phật âm siêu độ vong hồn, giống như độc dược, chữ uống quét qua nơi nào, vong hồn tan rã như băng tuyết. Ma, ni, bá, mễ, hồng, nàng đọc từng chữ, mỗi người như nhận lấy tẩy lễ, linh đài trong suốt, vong hồn nhận lấy tai họa ngập đầu, chúng hóa thành ánh sáng và biến mất. Tất cả mọi người tán thưởng, siêu độ vong hồn quả nhiên là sở trường của Phật tộc, vấn đề làm rất nhiều sinh đan cảnh cảm thấy đau đầu, ở trước mặt các tường thiên lại không phải là vấn đề. Hơn nữa, lục tử minh vương chú làm người ta tỉnh ngộ, nếu có thể lắng nghe ngày đêm, có thể trợ giúp ngộ đạo hay không? Lập tức, có thật nhiều người động suy nghĩ gia nhập Phật tộc. Lăng Hàn nhìn thấy, hắn sinh lòng cảnh giác, Phật tộc cảm hóa vô khổng bất nhập, mặc dù giáo nghĩa Phật tộc là phổ độ chúng sinh, nhưng hắn luôn cảm thấy đây là một loại tẩy não, làm cho tâm linh rất mâu thuẫn a à, lăng hàn nhìn thấy trên đầu các tường thiên xuất hiện ánh sáng an lành nàng giống như hóa thành bồ tát hình tượng này thật siêu nhiên phàm phu tục tử nhìn thấy sẽ quỳ bái lăng hàn phát động nhãn thuật hắn nhìn ra nhiều thứ ánh sáng an lành không phải các tường thiên tạo ra mà là thiên địa gia trì cho nàng là một loại tán thành là một loại ca ngợi năng lượng thuần túy không gì sánh kịp có thể gia tăng thể chất và tu vi toàn diện nội tâm lăng hàn xuất hiện một ý niệm chẳng lẽ siêu độ vong hồn có thể đạt được thiên địa ban thường? Nếu thật là như thế, thánh nữ Phật tộc quá xấu bụng. Rõ ràng nàng có thể đạt được chỗ tốt to lớn nhưng lại làm như ta đang làm vì các ngươi, làm cho tất cả mọi người thiếu ân tình của nàng. Lăng Hàn lặng lẽ rời khỏi đám người. Hắn hiện tại chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đương nhiên không có người nào để ý tới hắn. Hắn giết vào trong âm hồn, sau đó tiến vào một đại điện. Đến, hắn lập tức vận chuyển năng lượng hủy diệt, hắn xuất quyền đánh chúng âm hồn, âm hồn như bị thiêu đốt, chúng tan dã nhanh chóng. Hiệu suất này còn lâu mới cao như các tường thiên, nhưng Lăng Hàn chỉ có một người, cũng không cần người khác trợ giúp, như vậy tính ra, hiệu suất chém giết âm hồn của Lăng Hàn không kém gì các tường thiên, thậm chí còn vượt qua. Nhưng Lăng Hàn không phát hiện biến hóa gì, dường như thiên địa không nhìn thấy hắn. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục, các tường thiên cũng không thể được thiên địa ra chỉ ngay. Hắn tiếp tục oanh kích, dùng năng lượng hủy diệt khủng bố, nó có thể chém giết âm hồn dễ dàng. Hắn chém giết trong nửa giờ. Hả, đột nhiên Lăng Hàn ngẩn ra, hắn phát hiện năng lượng kỳ dị rót vào trong người hắn, đó là năng lượng hắn chưa tiếp xúc qua, cấp độ của nó cao kinh người, tầm bổ thân thể của hắn, hắn có thể cảm ứng rõ ràng, những ám thương lưu lại trong quá trình tu luyện trước đó đã biến mất. T, có thể sánh bằng thánh dược, trên lý luận chú đỉnh có thể sống 2.000 năm, sinh đan là 4.000 năm, nhưng cơ bản không ai sống được lâu như thế, bởi vì tu luyện thời điểm chiến đấu khẳng định sẽ lưu lại ám thương sẽ làm bị thương sinh mệnh bản nguyên trừ phi ăn thánh dược bằng không không thể tiêu trừ ám thương nhưng năng lượng này có thể tiêu trừ ám thương thứ này có kinh người hay không lăng hàn dùng thần thức quan sát chính mình hắn nhìn thấy ánh sáng an lành bao phủ thân thể chính là năng lượng đặc thù gia trì thân thể của hắn thiên địa ngợi khen quả nhiên giết âm hồn có thể đạt được thiên địa ban thưởng lăng hàn gia tăng chiến ý gấp trăm lần hắn thét dài một tiếng tay phải oanh kích, hắn còn dùng tia sáng lôi đỉnh oanh kích, thứ này không tiêu hao năng lượng bản thân, hơn nữa không dùng thì phí. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể có hiệu suất siêu độ vong hồn sánh bằng Cát Tường Thiên, dù sao, đối phương cầm một kiện bảo vật, lại có 10 tên sinh đan cùng phát lực tương trợ. Từ một ý nghĩa nào đó, các Tường Thiên đang cướp vận khí của người khác. Thiên địa ban thưởng vốn có thể gia trì lên thân thể 10 tên sinh đan cảnh, bây giờ lại bị nàng cướp hết toàn bộ hắn không cần quan tâm nhiều như thế giết chiến lực của lăng hàn mở ra hoàn toàn hắn cũng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp mặc dù năng lượng hủy diệt có hiệu quả khắc chế âm hồn rất lớn nhưng tiên thuật cũng có tác dụng có thể sử dụng thì hắn sẽ dùng hết tất cả hắn chém giết suốt một ngày đêm đổi thành chú đỉnh khác căn bản không có khả năng chiến đấu lâu như vậy nhưng bí lực của lăng hàn gần như vô tận chiến đấu một ngày một đêm thì tính là gì vấn đề là đánh thì đánh số lượng âm hồn đang giảm bớt căn bản không đủ giết ai lang hàn thở dài mặc dù hắn cũng giết không ít âm hồn so ra hắn còn kém hơn các tường thiên không ít nếu hắn chiếm được một chỗ tốt các tường thiên ít nhất chiếm được một trăm hiện tại bốn phía đã trống trải cũng không còn bóng người màu đen lưu động lang hàn trở về chỉ thấy các tường thiên đã kết thúc công việc vẻ mặt tiêu tụy khốn khiếp người cứ giả vờ đi lang hàn biết rõ sau khi năng lượng thiên địa ra chỉ thân thể mặc dù hắn tiêu hao một ít bí lực nhưng tinh khí thần tăng lên một bậc trạng thái quá tốt. Hắn đã tiêu trừ tất cả ám thương trong cơ thể, sinh mệnh bản nguyên tràn đầy, đừng nói thọ nguyên không giảm bớt, có lẽ còn gia tăng thêm vài năm. Như vậy, các tường thiên đạt được thiên địa ban thưởng nhiều hơn hắn gấp trăm lần, nàng có thể tiểu tụy hay sao? Cho nên, nữ nhân kia quá biết diễn kịch, rõ ràng chiếm hết chỗ tốt lại làm như ta bỏ ra quá lớn, quả thực là nữ Bồ Tát. Quả nhiên, nhìn thấy các tường thiên khổ cực như vậy, tất cả mọi người cảm động và bội phục, cùng đưa tiên dược cho nàng, những sinh đan cảnh kia bảo đảm trong thám hiểm sau đó sẽ bảo đảm an toàn cho nàng nếu có thu hoạch tuyệt đối không thiếu phần của nàng chỉ bằng chiêu này các tường thiên đã đặt vững địa vị không thể giao động của nàng mọi người bắt đầu tiến lên phía trước lại có một cái đại điện mọi người tiến vào bên trong có một ngọn đèn dầu ánh sáng chiếu vào làm mọi người gia tăng thân thể toàn diện nhưng mọi người lại sợ hãi đây là điềm không lành động một tí sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên nhìn đó là cái gì có người chỉ vào trong đại điện và nói ra, có một bóng người như ẩn như hiện, dưỡng như đang diễn luyện trưởng Pháp. T. Đây là thần công Phật môn, đại nhật triều thiên trưởng. Có người nhận ra, bí pháp cấp tôn giả, lập tức, ánh mắt nhiều người nóng bỏng, chương 4349, bí thuật Phật tộc. Trong đế tộc, đế thuật, thánh thuật đều là cơ mật hạch tâm, chỉ có số rất ít tộc nhân hoặc là truyền nhân mới có thể học được. Trong thánh địa, bí thuật cấp tôn giả chính là trí bảo, trừ khi lập được đại công hoặc là truyền nhân dòng chính mới có thể học cho nên đừng nhìn nơi này có thật nhiều người đến từ thánh địa nhìn thấy bí thuật cấp tôn giả vẫn làm bọn họ đỏ mắt huống chi thật nhiều người đến từ thế lực tôn giả cho nên càng động tâm uy lực của đại nhật triều thiên Trường bởi vì bóng người kia đang diễn dịch đại nhật triều thiên trưởng giống như lão sư đang truyền thụ sắc mặt cát tường thiên khó coi nàng cũng được học đế thuật đương nhiên sẽ không đặt một môn bí thuật tôn giả trong lòng nhưng đây chính là bí pháp phật môn bây giờ lại biểu hiện trước mặt mọi người 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 đều có thể tu luyện nàng cảm thấy không chịu được đối mặt với cơ duyên như thế không có người nào khách khí bọn họ đều tĩnh tâm quan sát nhưng qua một lúc hô một trận âm phong thổi qua ngọn đèn bị dập tắt chạy mau tất cả mọi người kêu to cùng tranh nhau chạy ra ngoài mặc dù mọi người đều chạy trước tiên nhưng luôn luôn có trước sau vẫn có nhiều người lưu lại chỉ chốc lát những người này xuất hiện ánh mắt bọn họ mê ly giống như mất bản tính phương hướng, mặc kệ là trúc cơ, chú đỉnh hay sinh đan, tất cả không ngoại lệ. Trên mặt bọn họ có trưởng ấn màu xanh, ngón tay dài ngắn không giống nhân loại. Thánh nữ, có biện pháp siêu độ vong hồn hay không? Có sinh đan cảnh hỏi các tường thiên, mười phần khách khí, hoàn toàn không xem đối phương như tiểu bối. Các tường thiên lắc đầu, biểu thị không có cách nào. Cho dù có, nàng sẽ thoái thác không có, bởi vì trong đại điện là bí pháp Phật tộc, nàng tự nhiên không muốn người ta học được nếu là ban đầu sau khi đèn tắt mọi người sẽ đi tới đại điện khác nhưng nơi này có bảo thuật cấp tôn giả ai nguyện ý rời đi một lát sau ngọn đèn trong đại điện sáng lên mọi người tiến vào lần nữa tiếp tục quan sát tiệc vui chóng tàn chỉ chốc lát âm phong nổi lên lần nữa ngọn đèn dập tắt giống như vừa rồi mọi người chạy ra ngoài lặp lại như thế người thiên phú cao đã nắm được đại khái môn bảo thuật này nhưng thiên phú yếu nhất là đám người bản thổ ngộ tính của bọn họ kém hơn các thiên kiêu bên ngoài rất nhiều qua thật lâu cũng không lĩnh ngộ được cái gì. Đây là chuyện không có biện pháp, mọi người đi tới nơi khác. Lăng Hàn là một trong số đám người lĩnh ngộ bảo thuật sớm nhất, hơn nữa, hắn là người đầu tiên trừ các tường thiên học được Đại Nhật Triều Thiên Trường, dù sao người ta là thánh nữ Phật tộc, công pháp nhất mạch tương thừa. Nhưng hắn không lộ ra, hắn tới tới lui lui hai lần, lúc này mới ngồi xuống lĩnh ngộ. Vừa rồi hắn chỉ ghi nhớ bảo thuật, cũng không hóa thành lý giải của mình, bằng không làm sao đơn giản như thế. Không chỉ hắn, có vài người ngồi xếp bằng bên ngoài đại điện, đều là thiên kiêu bên ngoài, bài danh tinh võng trước 200. Mấy giờ sau, Lăng Hàn cảm thấy mình đã nắm được bảo thuật này, hắn nhàm chán nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua vài tiếng, ha ha ha, có tiếng cười lớn vang lên, phong kế hành đứng dậy, hắn diễn luyện tại khu đất trống, đó là đại nhật triều thiên trường. Lăng Hàn nhìn mấy lần, hắn âm thầm gật đầu, gia hỏa này không hỗ danh thiên tài bài danh 12 trên tinh võng, ngộ tính mạnh đến mức đáng sợ, hắn có thể sơ bộ nắm giữ tình yếu của đại nhật triều thiên trường chỉ có một ít chỗ thiếu sót nhưng tin tưởng qua một thời gian hắn sẽ tu bổ nhanh chóng nói thật đối phương có tu vi cửu đỉnh lại có thêm lưu ly đỉnh chín màu lăng hàn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối phương chiến lược của phong hành kế đã sánh bằng sinh đan sơ kỳ thậm chí còn mạnh hơn lăng hàn đã luyện thành đúng là mộ tính khủng khiếp ta chỉ ít còn cần thời gian mấy ngày mới có thể nắm giữ đại khái so sánh ra tranh lệch to lớn không thể đánh giá những thiên kiêu chúng ta đều cảm khái bọn họ đã là thiên tài trong thiên tài nhưng vẫn kém hơn phong kế hành không ít lang hàn âm thầm cười một tiếng nếu hắn nói ra mình sớm lĩnh ngộ đại nhật triều thiên trường không biết những người này sẽ khiếp sợ tới mức nào ách đa số người sẽ không tin lại qua mấy tiếng sau thiên tài đứng đầu đã lần lượt lĩnh ngộ bảo thuật có thể vận chuyển sơ bộ nhưng muốn đạt tới trình độ thuận buồm xuôi gió nắm giữ tất cả huyền diệu đây không phải chuyện một sớm một chiều thậm chí có mấy chiêu không lĩnh ngộ ra ý cảnh đặc thù mặc ngươi luyện thêm mấy trăm năm cũng vô dụng bảo thuật cấp tôn giả không phải dễ dàng luyện thành như vậy có mấy người kêu la thảm thiết bọn họ đã chết bất đắc kỳ tử không phải bị ai công kích mà là nhiều lần bị âm hồn quấn thân hao hết sinh mệnh bản nguyên từ đó hao hết sinh mệnh mà chết ở trong đó thậm chí có một tên sinh đan cảnh trong vùng đất quỷ dị này sinh đan cảnh chưa chắc chiếm ưu thế hơn trúc cơ chú đỉnh lần này những sinh đan cảnh kia hoảng sợ bọn họ không dám lưu lại sợ mình gặp bất hạnh cho nên tiếp tục tiến lên sau khi tiến vào trong đại điện đây là một cái tường vây có thể thông qua cổng vòm tiến vào phía sau phía trước lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị đâu là miếu thờ gì không ngờ còn có sa mạc gặp quỷ lang hàn đều ngẩn ra không dám tin vào hai mắt của mình hắn bị truyền tống vào sa mạc hay sao không đúng mặc dù nơi này là sa mạc nhưng mặt trời trên cao lại đỏ như máu có cảm giác thê lương không nói thành lời Quá quỷ dị, cuối cùng hắn đang ở chỗ nào? Tại sao chúng ta đột nhiên chạy vào trong sa mạc? Chúng ta bị truyền tống sao? Hay là ảo giác? Tất cả mọi người chấn kinh, có ít người cúi người xuống nhặt hạt cát lên, muốn xác định đây có phải là thần thức hay không. Lăng Hàn cũng thả thần thức ra, hắn kinh ngạc phát hiện, đây là hạt cát thật, không thể giả được. Trừ phi thủ đoạn vượt qua cấp độ của hắn, từ đó hắn có thể không phân ra thật giả. A, à, Lăng Hàn, Tống Lam nhìn sang, vẻ mặt nàng kinh ngạc bởi vì lúc trước không nhìn thấy hắn hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện đã làm nàng ngạc nhiên lăng hàn kinh ngạc tại sao đối phương nhận ra hắn hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo ngay cả linh hồn ba động cũng biến mất trừ phi cao hơn mấy đại cảnh giới lúc này mới có khả năng đột phá ngụy trang của hắn hắn ngưng kết hơi nước hòa thành một mặt băng kính vừa xem mình trong kính không phải là hình dáng ban đầu hay sao làm sao có thể hắn không thu được diễn hồn thuật càng không thay đổi hình dáng của mình làm sao lại đột nhiên khôi phục hình dáng cũ? Lăng Hàn kinh ngạc không gì sánh kịp, đây là chuyện gì? "Tiểu Bối, thì ra ngươi ở nơi này." Trong tiếng cười lạnh, ba sinh đan đồng ra đồng thời nhìn sang Lăng Hàn. Khốn kiếp, bọn họ cũng có thể nhìn ra chân thân của mình. "Không đúng, tất cả không thể giải thích rõ ràng. Oanh, đồng khiếu đã giết tới, chiến lực sinh đan cảnh bộc phát hoàn toàn, chiến lực vô biên." Chương 4350: Chân thật và ảo cảnh một kích của sinh đan hậu kỳ đánh tới lăng hàn ngăn cản như thế nào hiển nhiên ngạnh kháng là tìm chết lăng hàn phát động chỉ xích thiên nhai xèo tốc độ cực nhanh ba người đồng ra đã phát hiện hắn lại tận lực không buông tha bọn họ cùng nhau truy kích làm cho lăng hàn kinh ngạc chính là hắn rất ngạc nhiên hắn có thể ngự khí phi hành bỏ rơi ba người đột nhiên hắn lại lướt ngang qua mặt đất ba người kia đuổi theo khốn kiếp đã xảy ra chuyện gì vậy lăng hàn cảm thấy tất cả đều không đúng chính mình không giải thích được vì sao chân thân hiện ra, ba người đồng ra lại không bị bỏ rơi, tất cả quá khó hiểu. Rốt cuộc không thích hợp ở điểm nào, chẳng lẽ mình nhìn thấy chính là huyến cảnh, tâm niệm lang hàn vừa động, bỗng nhiên dừng lại, hắn tấn công ba người đồng ra. Yêu hầu quyền, oanh, lang hàn xuất quyền cực nhanh, banh, hắn đánh đồng vĩnh ninh, lực lượng to lớn ập tới, hắn bị đánh bay ra ngoài, cũng không có cơ hội xuất ra kích thứ hai. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động, khó chịu không gì sánh được. Đồng Vĩnh Ninh đối diện bị đẩy lui nhưng không thổ huyết, hắn lập tức giết trở về. Lăng Hàn vận chuyển đế thuật, mặc dù miễn cưỡng có được chiến lực sinh đan sơ kỳ, nhưng lực phòng ngự của hắn lại không chịu nổi. Lúc này, Đồng Thư Hoa và Đồng Khiếu đã giết tới gần. Lăng Hàn không thể lo lắng nội tạng đang sôi trào, hắn vội vàng ngự khí phi hành bay lên bầu trời. Xoát, một tia sáng bay tới với tốc độ cực nhanh. Ánh sáng thật đáng sợ, trong đó có ký hiệu rất kỳ diệu dường như có thể chém nước tiên kim cũng may hỗn độn cực lôi tháp bộc phát hỗn độn khí tạo thành phòng ngự kiên cố banh ánh sáng này chém tới hỗn độn khí bị phá tan hắn cũng bị đánh trúng hắn cảm thấy ngực mình đau đớn bí lực bộc phát cũng không thể sử dụng hỗn độn cực lôi tháp phi hành hắn rơi từ trên trời xuống banh hắn ngã vào trong cát dường như nội tạng sắp vỡ nát cảm giác khó chịu không thể hình dung hắn còn chưa kịp thở ra một hơi hắn nhìn thấy ba sinh đan đồng ra đã xuất hiện ở phía chân trời, cũng lao tới tấn công đối thủ. Khốn kiếp, lại tới, Lăng Hàn vội vàng bò dậy, hắn chạy tới lần nữa. Lần này, hắn không tiếp tục ngự khí phi hành, bởi vì trên bầu trời có đại sát khí. Nhưng mặt đất cũng không yên ổn, thỉnh thoảng có từng ngọn lửa bắn tới, cho dù không lớn nhưng nó lại nóng tới mức thiêu đốt linh hồn. Cho dù đụng vào một chút cũng có thể chết ngay, Lăng Hàn không thể không cẩn thận, thần ý lưu truyền, lưu ý từng chi tiết biến hóa trên cơ thể hắn đã sớm có phán đoán chỗ nào bị ngọn lửa thiêu đốt cho dù hắn trốn thế nào hắn không thể bỏ qua truy binh phía sau trong sa mạc tràn ngập nguy cơ tâm thần của hắn rất căng thẳng a à, hắn dám không quan tâm hay sao trong đầu lăng hàn xuất hiện một tia linh quang cho nên không cách nào bắt lấy nơi này quá nguy hiểm căn bản không thể phân tâm suy nghĩ việc khác không đúng không đúng dù sao lăng hàn cũng là thiên tài cao minh hắn là biến thái có thể tu hành tất cả cảnh giới tới cực hạn, đương nhiên lực ý chí của hắn không tầm thường. Đúng rồi, bỗng nhiên Lăng Hàn kịp phản ứng, vì cái gì hắn không muốn dùng thiên đạo hỏa. Đây là đại sát khí của hắn, hắn còn có thể sử dụng 5 lần. Còn nữa, bí lực của hắn giống như biển lớn, đủ để so sánh với cấp giáo chủ, nhưng hắn cảm thấy rất mệt mỏi, vì cái gì ba sinh đan đồng ra có thể theo sát phía sau. Bọn họ cũng không phải làm bằng sắt, bí lực không thể dùng mãi không hết. Còn nữa, đối phương có thể theo sát phía sau dù chạy thế nào cũng không thoát lại thêm dung mạo của hắn linh hồn ba động lại khôi phục như ban đầu Úm, lăng hàn giống lớn trong thức hải cảnh vật trước mặt hắn run run mặc dù tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng đối với lăng hàn mà nói tất cả đã đủ rồi hắn trăm phần trăm xác định đây là huyễn cảnh nhưng trong huyễn cảnh này vì cái gì hắn không địch lại ba sinh đan đồng ra vì sao lại bị thương bởi vì huyễn cảnh quá chân thực ảnh hưởng đến thần trí của hắn nếu thần trí của hắn bị thương thậm chí tử vong như vậy hắn vĩnh viễn lâm vào trong huyễn cảnh thẳng đến khi sinh mệnh hao hết bỗng nhiên hắn nghĩ tới truyền thuyết hắc thiên miếu sinh linh bị ánh sáng tử vong bao phủ đều chết chẳng lẽ bởi vì như thế bỗng nhiên hắn dừng lại oanh ngọn lửa bay tới nó ẩn chứa uy lực vô tận lúc hắn sắp bị thiêu đốt lăng hàn khẳng định hẳn phải chết không phải thân thể mà là linh hồn cho dù hắn nhận định đây là huyễn cảnh nhưng bởi vì quá chân thực ý chí của hắn sẽ bị thiêu chết hắn không thể thay đổi huyến cảnh nhưng hắn có thể cải biến chính mình. Ta là tổ vương, thánh đế vô dịch, đại đế bá chủ một thời đại. Lăng Hàn nói ra, hắn xuất ra một trường, oanh, toàn bộ sa mạc băng diệt, hắn xuất ra một trường, tất cả đều bị tiêu diệt. Phía trước, trong nháy mắt ba sinh đan đồng ra hóa thành khí, không còn tồn tại nữa. Ở trước mặt Lăng Hàn chỉ còn một mảnh hư không, hắn hét lớn một tiếng, hắn xuất ra hai trường, ba ba ba, mỗi một trường có thể xé nát tinh không uy áp đại đế vô địch thiên hạ oanh hư không không thể thừa nhận oanh kích của tổ vương nó lại vỡ vụn lần nữa hình ảnh trước mặt hóa thành hư vô thân thể lăng hàn run rẩy hắn mở hai mắt ra hắn đã xuất hiện bên trong hắc thiên miếu hắn đứng trong đám người mỗi người đều nhắm mắt lại trong mắt đang run run vẻ mặt rất khẩn trương và hoảng sợ tóm lại không ai không lo lắng hiển nhiên những người này cũng giống như hắn bọn họ đang ở trong ảo cảnh quá chân thật không cách nào tự kiềm chế Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy tia sáng đang nhảy nhót. Đây chính là ánh sáng tím trong truyền thuyết, Lăng Hàn nhanh chân tiến lên phía trước, hắn đi vài bước, phía trước xuất hiện ảo cảnh, hắn tiến vào núi hoang, trên núi có hòn đá lăn xuống. Hừ, Lăng Hàn lại tưởng tượng mình là Tổ Vương, việc này không khó khăn, bởi vì hắn đã nhìn thấy hình ảnh bàn thạch Tổ Vương chiến đấu nhiều lần, cho nên hắn cũng hiểu rõ chiến lược của Tổ Vương. Oanh, núi phá, trời sập, hư không phá diệt, hắn lại trở về hiện thực so với vừa rồi hắn chỉ tiến thêm một bước t ảo cảnh thật mạnh hắn biết rõ đây là ảo cảnh trong ảo cảnh hắn luôn tiến lên phía trước hiện thực hắn chỉ tiến thêm một bước đủ thấy ảo giác ảnh hưởng hắn quá sâu lăng hàn tiếp tục đi tới cảnh vật thay đổi hắn tiến vào băng thiên tuyết địa gió lạnh gào thét hắn bị đóng băng trong nháy mắt phá lăng hàn xuất ra một quyền tùy ý thiên địa vỡ nát hắn lại thoát ra khỏi ảo cảnh lại đi lại đi lại đi cho dù Lăng Hàn đã tìm được biện pháp phá giải nhưng vẫn tiến lên rất chậm chạp. Nhưng tín niệm của hắn rất kiên định, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Suốt cục, hắn đi tới trước mặt tia sáng và đưa tay bắt lấy, hắn mỉm cười. chương 4351, huyễn cảnh hắc mang. Lăng Hàn bắt đầu luyện hóa tia sáng này, hắn luyện hóa rất thuận lợi, nó cũng tan vào tiên đỉnh thứ hai. Kể từ đó, hắn có thể cảm giác được tia sáng này có năng lực chế tạo huyễn cảnh. Chờ chút, tất cả quá thuận lợi hay sao? Lăng Hàn ngẩn ra, hắn lập tức giả tưởng bản thân mình là tổ vương, sau đó triển khai oanh kích, bành, thiên địa vỡ nát. Cảnh vật trước mắt biến hóa, hắn vẫn ở trong hắc thiên miếu nhưng hắn không có luyện hóa tia sáng kia, thậm chí hắn còn cách tia sáng kia vài chục trường. Đúng là lợi hại, chế tạo ra ảo cảnh như thế, hắn suýt nữa đã trúng chiêu. Hắn thật sự cho rằng mình đã phá tàn ảo cảnh nhưng thật ra hắn đã bị nhốt trong đó, thẳng đến khi thọ nguyên hao hết mới thôi. Lợi hại, Lăng Hàn tươi cười, đạo sáng này càng lợi hại, chờ hắn thu lấy và bắt đầu luyện hóa, chẳng phải thực lực của hắn sẽ tăng lên rất kinh người hay sao. Hắn tiếp tục tiến lên, hắn nhiều lần lâm vào ảo cảnh, chân thực cùng hư ảo không ngừng xen lẫn với nhau, nếu không phải người có ý chí sắt thép như Lăng Hàn, có lẽ đổi thành người khác đã sớm bị điên rồi. Cái gì là thật, cái gì là ảo cảnh, Lăng Hàn không ngừng tự hỏi mình, chỉ cần mình cho rằng là thật, đó chính là thật. Hắn dựa vào ý chí kiên định tiến lên, suốt cục, hắn đã đi tới trước tia sáng lần này là thật, không phải ảo cảnh. Lăng Hàn vươn tay bắt lấy tia sáng, sau khi đụng vào tia sáng, hắn cảm giác thức hải như nổ tung, vô số cảnh tượng xuất hiện, từng hình ảnh chiến đấu bộc phát, có cảnh tượng thiên địa hủy diệt khủng khiếp. Lượng tin tức này quá lớn, Lăng Hàn không kịp xử lý, hắn hận không thể đánh nát đầu của mình. Đây là tiên quang phản kích sao? Lăng Hàn ngưng tụ thần thức luyện hóa tia sáng kia, chỉ có như thế, những hình ảnh và tin tức kia mới dần dần ổn định lại. Việc này cực kỳ khó khăn, lăng hàn không thể tập trung lực chú ý hắn làm sao luyện hóa tiên hà đến hắn dẫn động sinh linh chi lực từ vị diện trong cơ thể trợ giúp luyện hóa hình ảnh kể từ đó áp lực biến mất không biết tia sáng kia tồn tại bao lâu đã hấp thu vô số hình ảnh lịch sử nhưng so với tỷ tỷ sinh linh vị diện trong người lăng hàn tất cả chỉ là chút lòng thành chỉ cần một người chia sẻ một hình ảnh tất cả sẽ giải quyết xong lăng hàn tươi cười hắn thu tia sáng vào trong tiên đỉnh và bắt đầu luyện hóa dung hợp Tia sáng liên tục phản kích, nó không hề giống tia sáng lôi đình. Bản thân có lực tàn phá khủng khiếp, sự lợi hại của nó nằm ở chỗ ảo giác. Nhưng gặp gỡ quái thai như lăng hàn này, vị diện có trong cơ thể tỷ tỷ sinh linh, nó không thể phát huy ưu thế của mình. Ông, đương nhiên tia sáng không muốn bị luyện hóa. Từng đạo chấn động sinh ra, dùng mắt thường có thể nhìn thấy những ba động này cấu thành vô số hình ảnh. A, à, ân, ô, đám người bốn phía cảm thấy thống khổ, bọn họ trầm luân trong ảo giác của mình bị tia sáng ảnh hưởng và lâm vào nguy hiểm khủng khiếp, thậm chí còn bị trọng thương, bọn họ phải tiếp nhận nguy hiểm thật lớn. Nhưng vào lúc này, có người mở mắt ra, Cát Thường Thiên, thánh nữ Phật tộc vốn am hiểu ảnh hưởng tinh thần, lại có thể tự động tránh thoát ảo cảnh, từ đó có thể nói nàng cực kỳ bất phàm. Kỳ quái, thiên phú cao như thế, vì cái gì nàng không lưu danh trên tinh võng? Dựa vào thực lực của nàng, tiến vào top 100 không thành vấn đề. Chẳng lẽ quá mức ẩn giấu tên mình, hay nàng không tham gia bài danh chiến? các tường thiên đứng lên chán của nàng đầy mồ hôi tinh thần tiều tụy hiển nhiên nàng bị ảo cảnh hao tổn rất lớn nàng nhìn bốn phía lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì tia sáng đã bị lang hàn hấp thu vào trong thức hải cho nên nàng không thấy được cho nên nàng rất buồn bực vì cái gì mình đột nhiên tiến vào ảo cảnh người xung quanh lại bị ảnh hưởng lang hàn không có hành động gì hắn giả bộ như chính mình cũng lọt vào ảo cảnh hắn không muốn bất cứ kẻ nào biết về tiên hà tiền tài không thể lộ ra ngoài Ngô, lại có một người tỉnh lại, đó là Phong Kế Hành. Thật sự không thể xem thường ra hỏa này, bài danh tinh võng 12, bây giờ đã đột phá cửu đỉnh, hơn nữa là lưu ly đỉnh chín màu, cho dù thực lực hay ngộ tính đều đạt tới mức kinh người. Các tường thiên vốn định làm gì đó, nhưng một khi Phong Kế Hành thức tỉnh, cho dù nàng có ý nghĩ gì cũng thu lại. Chỉ chốc lát, lại có ba người thức tỉnh, một người trong đó là Tống Lam. Lăng Hàn không để ý tới, tiếp tục luyện hóa tia sáng, đây là mục đích chủ yếu của hắn khi tới đây từng giờ từng phút tiến độ chậm chạp nhưng nghĩ tới uy lực của tia sáng cho dù có chậm thì hắn cũng tiếp nhận đáng tiếc sau khi bị hắn luyện hóa tiên hà khẳng định cũng bị cảnh giới của hắn hạn chế chế tạo ảo cảnh chỉ ảnh hưởng tới sinh đan cảnh mà thôi chờ hắn tăng lên sinh đan cảnh chân ngã cảnh uy lực của tia sáng sẽ vượt qua hiện tại tương lai có thể ảnh hưởng giáo chủ thậm chí là tôn giả bởi vì tia sáng bị lăng hàn lấy đi ảo cảnh không thể duy trì bao lâu lục tục có người tránh thoát ảo cảnh, có kẻ đến từ bên ngoài, có thổ dân, nhưng cũng có một số người sớm bị ảo cảnh giết chết, ý thức cho rằng mình đã tử vong nên không tỉnh lại. Trừ khi có đại năng xuất thủ chữa trị ý thức của bọn họ, nhưng ít nhất cũng phải là cấp bậc giáo chủ mới được. Cho nên, những người cho rằng mình đã chết, bọn họ sẽ vượt qua quãng đời còn lại tại đây, đợi nhục thể khô kiệt, chính là lúc bọn họ tử vong chân chính. Mọi người tỉnh lại, tất cả cảm thấy khó hiểu, vì cái gì bọn họ lại đột nhiên lâm vào ảo cảnh dù sao cũng phải có nguyên nhân. Tìm không ra, mọi người thăm dò bốn phía, không ai phát hiện ra manh mối gì, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, tiếp tục đi tới. Lăng Hàn im lặng phát tài, hắn làm như bị vây trong ảo cảnh, hắn đang đắc ý luyện hóa tia sáng. Mọi người rời đi, không ai muốn chờ đợi ở nơi này. Ba ngày sau đó, Lăng Hàn mở mắt ra, hắn thành công luyện hóa tia sáng, hắn đã có tia sáng thứ hai. Ân, lấy cái tên đi, tia sáng đầu tiên tên là Lôi Đình Thần Mang, Tiết sáng thứ hai gọi là huyến cảnh hắc mang. Lăng Hàn kích động, nơi này lưu lại ba tên sinh đan cảnh thủ hộ những người chưa tình. Hắn có thể ảnh hưởng đến ba tên sinh đan cảnh sao? Lăng Hàn không chút do dự, hắn dẫn động huyến cảnh hắc mang trong tiên đình, thử một chú thắn bắt đầu tập kích ba tên sinh đan cảnh. Lôi đình thần mang khác biệt, không cần giơ tay công kích, chỉ cần động ý nghĩ là đủ, bởi vì đây là thần thức vô tung vô ảnh, cho nên không cần lo lắng khoảng cách. Ngay sau đó ba tên sinh đan cảnh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, qua một lúc bọn họ tỉnh táo lại, tất cả đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ lại tiến vào trong ảo cảnh, T, nơi này có thứ quỷ quái gì? Ba tên sinh đan cảnh sợ hãi, mặc dù lần này tiến vào ảo cảnh thời gian ngắn, nhưng bọn họ như chim sợ cảnh cong, sau khi nhìn nhau liền đứng lên. Đi, nơi này quá nguy hiểm, chương 4352, Thánh Thuật, ánh mắt lăng hàn nhìn chung quanh, hắn muốn xem có ba người đồng ra ở đây hay không, nếu như bọn họ chưa tránh thoát ảo cảnh, hắn sẽ trợ giúp bọn họ một tay đáng tiếc là ba người kia có vận khí không kém đều tránh thoát ảo cảnh vây khốn ai tính toán ra kỳ thật hắn đã cứu ba người này bởi vì hắn luyện hóa tia sáng làm cho ảo cảnh không thể vận chuyển từ đó mới có thể dựa vào ý chí thoát thân cũng tốt chết trong ảo cảnh quá dễ dàng với bọn chúng hắn muốn tự tay xử lý mới tốt những người khác không có thủ oán với hắn lăng hàn sẽ không chém giết loạn bởi vậy hắn tiếp tục rời đi không bao lâu hắn đã đuổi kịp đám người kia thì ra nơi này là bên trong một đại điện, lại có bóng người diễn dịch bí pháp Phật tộc. Thập bát la hán thủ, chính là bảo thuật cấp tôn giả. Lăng Hàn cũng đi học, kỹ nhiều không ép thân, hơn nữa thánh thuật, đế thuật quá cao cấp, hắn không thể học được trong thời gian ngắn, cho dù học được cũng chỉ vận chuyển bình thường, vẫn là bảo thuật cấp tôn giả mới là tốt nhất. Bởi vì hắn tới quá muộn, sau khi tìm hiểu sau gần nửa ngày, lập tức có người nắm giữ bảo thuật. Lại là phong kế hành, thiên kiêu vô thượng không phải nói xuông, thiên phú và ngộ tính rất mạnh. Cho dù là thổ dân cũng động tâm, muốn gả nữ tử chưa lập gia đình cho hắn, kết thân ra với thiên tài. Bọn họ cũng hướng tới thế giới bên ngoài, chờ thời điểm những người bên ngoài rời đi, bọn họ khẳng định cũng sẽ đi theo rời đi, cho nên nhắc lên quan hệ với thiên kiêu hoặc truyền nhân đại phái sẽ có lợi cho sự phát triển tương lai của bọn họ. Dù sao, bọn họ có thể xưng vương xưng bá ở nơi này, nhưng đến bên ngoài, bọn họ chỉ là tiểu lâu la, miễn cưỡng có thể xưng một tiếng cao thủ không chỉ phong kế hành, một ít thiên tài thất đỉnh, bát đỉnh đều được yêu ái. Chỉ tiếc chính là, võ giả bản thổ xem trọng những thiên kiêu này, nhưng những thiên kiêu kia xem trọng bọn họ hay sao? Nhưng bây giờ bọn họ đang ở một mẫu đất ba xào ruộng của người khác, những thiên kiêu này không ngốc, sẽ không trực tiếp cự tuyệt, bằng không sẽ có chuyện xảy ra. Chỉ ít, hiện tại bầu không khí liên minh vô cùng hài hòa. Lục tục ngo ngoe, có nhiều người nắm giữ thập bát la hán thủ, bọn họ chạy ra ngoài tham ngộ, hiểu rõ chân lý trong đó lăng hàn bỏ ra thời gian một ngày mới học được bí thuật sau đó hắn cũng chạy ra ngoài lĩnh hội lần này hắn không cần cố ý kéo dài thời gian bởi vì đã có người học trước hắn thời điểm hắn ngồi xếp bằng bên ngoài lập tức cảm ứng được hai cặp mắt nhìn sang một là tống lam một khác chính là cát tường thiên chẳng lẽ các nàng nhìn ra cái gì lăng hàn nói thầm trong lòng khốn kiếp trực giác và sức quan sát của hai nữ nhân này quá dọa người mặc kệ lăng hàn ngồi xếp bằng tìm hiểu thập bát la hắn thủ đây là một môn quyền thuật, tu đến cảnh giới tối cao có thể diễn biến ra uy năng vô thượng. Bỏ ra thời gian 2 ngày, cuối cùng hắn đã sơ bộ lĩnh ngộ chân lý trong môn quyền pháp này, nếu hiện tại hắn thi triển cũng phát huy ra ba thành uy năng. Lúc này, hắn không vội đứng lên, hắn tiếp tục ngồi đó thể ngộ ảo diệu của quyền pháp, tranh thủ gia tăng uy năng từ ba thành lên 4 đến 5 thành. Hai ngày sau, người học được cũng học xong, những người không học được không dám lưu lại trong đại điện, bởi vì bị oan hồn quấn lấy quá nhiều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này khiến rất nhiều người đều là không cam tâm cực kỳ, một môn tôn giả cấp bảo thuật a. Nhưng người khó chịu nhất chính là Cát Tường Thiên, có thể nói, bởi vì quan hệ tới nàng, tuyệt học Phật môn nhiều lần truyền ra ngoài, nếu không phải nàng càn quét âm hồn, cho dù có người có thể tiến vào cũng không thể an nhàn lĩnh ngộ bí pháp như vậy. Đây chính là nhân quả, mình gieo nhân đã nhận phải quả. Đám người tiến lên lần nữa, sau khi đi qua vài đại điện, bọn họ phát hiện một môn bảo thuật. Liệt Dương Hàng Ma Côn nhìn thấy môn bảo thuật này tất cả mọi người kích động không gì sánh kịp bởi vì đây là thánh thuật thánh thuật đấy cho dù trong đế tộc thánh thuật cũng bị khống chế nghiêm ngặt chỉ có đệ tử hạch tâm hoặc tộc nhân ít ỏi mới có thể học nhưng tại nơi này bảo thuật được bày ra đó bất kỳ người nào cũng có thể lĩnh ngộ có người nào không kích động chứ không có gì có thể nói tất cả mọi người người lao vào trong đại điện lĩnh ngộ mỗi người mở to mắt ra quan sát đây chính là cơ duyên tuyệt thế nhưng thánh thuật khó học cỡ nào đó là bí pháp chỉ có thánh nhân mới nắm giữ chân chính, uy lực lớn vô tận, độ khó khi lĩnh ngộ quá cao. Mặc dù mọi người quan sát cũng không học được, khốn kiếp, giống như một môn công pháp việt thế bày ra trước mặt, người lại buồn bực vì phát hiện mình không biết chữ. Việc này sẽ làm người ta phát điên, lăng hàn nhìn không rời mắt, hắn quan sát cực kỳ cẩn thận, đây mới thực là thánh thuật, thậm chí vượt qua chiến thần tam thức. Một bên khác, các tường thiên không cảm thấy buồn bực, nàng ngưng tụ tâm thần quan sát. Dù ở Phật tộc, môn thánh thuật này cũng đã thất truyền hơn nữa cho dù nàng là thánh nữ thánh thuật cũng không phải mở ra thoải mái với nàng muốn học là học cho nên nàng hiện tại vui sướng nhiều hơn cũng không lo lắng bí pháp phật tộc bị tiết lộ ra ngoài nhưng qua một thời gian ngọn đèn dập tắt âm hồn lại xuất hiện mọi người vội vàng chạy đi nhưng cũng có người tham thánh thuật cũng không có rời đi kết quả bọn họ ngơ ngơ ngác ngác đừng nói tu thành thánh thuật bản nguyên cũng bị trọng thương sau khi ngọn đèn sáng lên lần nữa mọi người lại tiếp tục tiến vào đại điện tham ngộ nhưng thánh thuật rất khó nắm giữ hơn nữa liên tục bị quấy dày làm sao học được cho dù là lăng hàn mỗi lần như vậy chỉ nắm giữ một ít bảy ngày sau phần lớn người không chịu nổi bởi vì tiếp xúc âm hồn quá nhiều nên tổn thương bản nguyên không thể lại tiếp tục nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử bởi vậy phần lớn người dứt khoát từ bỏ tiếp tục đi tới chỉ có số ít người tiếp tục kiên trì đương nhiên trong đó có lăng hàn còn có các tường thiên tống lam phong kế hành, ngoài ra còn có vài siêu cấp thiên tài thất đỉnh, bát đỉnh, nhưng Lăng Hàn không biết tên bọn họ, bởi vì hắn không để ý. Lăng Hàn cảm giác mình đã bị thương bản nguyên, cũng may mắn chính là, hắn đạt được thiên địa ban thưởng, bản nguyên lớn mạnh vượt qua khỏi trạng thái hoàn mỹ, bởi vậy, hắn hiện tại có thể trèo chống được. Hắn quyết định phải kiên trì một lúc, bởi vì hắn cách nắm giữ thánh thuật chỉ còn kém một tia. Lại qua hai ngày sau, cuối cùng Lăng Hàn cũng đại công cáo thành. Hắn rất vui mừng, lập tức đứng lên đi ra khỏi đại điện, hắn ngồi xếp bằng tiêu hóa tin tức tổng đầu. Trước đó hắn chỉ ghi nhớ, cũng lưu tâm tất cả biến hóa của thánh thuật trong đầu, hiện tại là lúc hắn tiêu hóa, bằng không thánh thuật quá mạnh sẽ từ từ biến mất khỏi trí nhớ. Chương 4353, cắt ngang. Không lâu lắm, đám người cắt tường thiên chạy ra khỏi đại điện. Hiển nhiên, ngọn đèn lại tắt lần nữa. Thấy một mình lang hàn ngồi xếp bằng bên ngoài giống như lĩnh hội cái gì đó, không ít người cười lạnh ở đây đều là thiên kiêu vô thượng nhưng có ai nhớ kỹ thánh thuật. Ngươi giả vờ cái gì chứ? Chỉ có các tường thiên và tống lam đều rung động, cũng nhìn chầm chầm vào lăng hàn. Nữ tính tính cách nhẫn nhụi, lại thêm các nàng có sức quan sát xuất sắc, các nàng trước đó nhận ra, lăng hàn tới cực muộn nhưng lại hoàn thành ghi nhớ thập bát la hán thủ, bắt đầu ra ngoài lĩnh hội. Tính toán thời gian một chút, thậm chí còn ngắn hơn phong kế hành rất nhiều. Hiện tại, lăng hàn là người đi ra đầu tiên, gia hỏa này dẫn đầu nắm giữ thánh thuật giả thân giả quỷ, một thanh niên khinh thường nói ra, hắn là cường giả thất đỉnh, bài danh tinh võng 67, tên là Mạc Nguyên Vũ. Lăng Hàn làm như không nghe thấy, hắn đang lĩnh ngộ mấu chốt. Tiểu tử, người rất trâu bò đúng không, dám không coi ai ra gì. Mạc Nguyên Vũ nhanh chân đi tới gần Lăng Hàn, kẻ này không có tiếng tăm gì, hiện tại dám làm ra vẻ trước mặt ta, ai cho ngươi dũng khí như vậy. Ngươi thật lĩnh ngộ sao, đừng giả bộ, phong kế hành còn chưa nắm giữ sơ bộ, ngươi tính toán là cái gì hắn tới gần và xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Một trường này cũng không nặng, bởi vì hắn không có động sát cơ. Oanh, có người lướt tới ngăn cản Mạc Nguyên Vũ. a à, chờ nhìn thấy rõ người này, tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì người đó chính là Tống Lam, mỹ nhân bài danh thứ 9 tuyệt sắc bảng. Nàng xuất thủ giúp Lăng Hàn, phong kế hành nhìn vào trong mắt, con người của hắn có rút rất mạnh. Hắn thân là đệ nhất nhân trong chú đỉnh cảnh Bắc Thiên Vực, tự nhiên cũng có kiêu ngạo của mình, bởi vậy hắn rất có hứng thú với tống lam nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài cát tường thiên dung mạo khí chất không kém nhưng dù sao người ta cũng là thánh nữ phật tộc quả thật không tiện ra tay cho nên hắn khẳng định càng muốn thân cận với tống lam nhưng tống lam rất khách khí với hắn biểu hiện rất thưởng thức hắn nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi hiện tại tống lam lại xuất thủ vì nam nhân khác việc này càng làm phong kế hành cảm thấy ngoài ý muốn càng sinh ra cảm giác ghen ghét nữ nhân của hắn trong nội tâm chỉ có một mình hắn không cho phép có nam nhân khác. Tống tiên tử, Mạc Nguyên Vũ kinh ngạc không gì sánh được, nói, vì sao ngươi, không chờ hắn nói xong, Tống Lam đã nói, vị nhân huynh này đang lĩnh ngộ mấu chốt, ngươi không nên quấy rầy mới tốt. Mạc Nguyên Vũ lại giật mình và ghen tị, ai không thích mỹ nữ, nhất là thiếu nữ tuyệt sắc như Tống Lam, nhưng bây giờ Tống Lam lại che chở lang hàn như thế, việc này làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, nói, Tống tiên tử, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, ngay cả phong huynh cũng không thể lĩnh ngộ thánh thuật, tiểu tử này dựa vào cái gì học được. Cho nên, hắn đang giả vờ giả vịt mà thôi, nghe hắn nhắc tới mình, phong kế hành càng không thoải mái. Hắn là tồn tại cỡ nào, ai xứng so sánh với hắn. Hơn nữa, cũng không phải so sánh ưu điểm của hắn, mà là nói hắn còn chưa nắm giữ thánh thuật, việc này càng làm hắn cảm thấy khó chịu. Tống Lam lắc đầu, hắn cũng không có chọc tới ngươi, cần gì hùng hổ dọa người. Mạc Nguyên Vũ xấu hổ cười nói nếu tống tiên tử biện hộ thay hắn quên đi thời điểm ngọn đèn sáng lên mọi người lại tiến vào trong biện tiếp tục quan sát thánh thuật nhưng mạc nguyên vũ cố ý rơi lại phía sau mấy bước chờ tất cả mọi người tiến vào đại điện hắn dừng bước sau đó quay người đi tới gần lăng hàn hắn không dễ dàng bỏ qua cho lăng hàn ra hỏa này từ đầu tới cuối không nói một tiếng làm ra vẻ cao thâm khó lường tiểu tử nơi này đã không có người khác không cần giả bộ nữa mạc nguyên vũ lạnh lùng nói ra lăng hàn không để ý tới hắn đang lĩnh ngộ tốt xem ngươi giả bộ thế nào mạc nguyên vũ xuất thủ hắn tấn công lăng hàn lần này không có ai ngăn cản hắn hắn đánh một trường rơi vào khoảng không a à, mạc nguyên vũ xứng sờ thời điểm hắn xuất trưởng đột nhiên lăng hàn đưa tay đập lên mặt đất thân thể hắn rời sang chỗ khác vừa vặn tránh thoát trường lực của hắn con mẹ nó quả nhiên không phải đang lĩnh ngộ rõ ràng đang lưu ý chính mình tốt tiểu tử ngươi thật sự ghê tởm Mạc Nguyên Vô tiếp tục xuất thủ tấn công Lăng Hàn, nhưng mỗi lần trưởng lực hoặc quyền lực đánh tới, Lăng Hàn luôn có thể tránh thoát vừa đúng, lửa giận của Mạc Nguyên Vũ càng ngày càng lớn. Không chỉ được ngươi, hắn không còn đả kích tinh chuẩn như ban đầu, mà là mở rộng phạm vi công kích, một kích của hắn ngưng tụ kinh lực và hòa thành một nắm đấm màu xanh to lớn, thậm chí còn lớn hơn gian phòng và tấn công Lăng Hàn. Ta xem ngươi trốn thế nào, đả kích phạm vi càng lớn, uy lực khẳng định càng nhỏ, bởi vì lực lượng phân tán, việc này rất dễ hiểu, cho nên càng là cao thủ càng không dùng biện pháp này, đồng thời có thể đánh bại đối thủ, tự nhiên không thể lãng phí lực lượng. Nhưng Mạc Nguyên Vũ hiện tại chỉ muốn đánh Lăng Hàn, phá đi dáng vẻ trang bức của đối phương. Cho nên, hắn không quan tâm lãng phí lực lượng, càng không quan tâm Lăng Hàn có bị thương hay không. Oanh, hắn xuất quyền đánh tới. Lăng Hàn thở dài, hắn thật sự không muốn cắt ngang ngộ đạo. Khốn nạn, hắn đứng lên, nếu ngươi muốn ăn đòn, như vậy ta thành toàn sẽ cho ngươi. Bành hắn xuất quyền va chạm với một quyền màu xanh kia mặc dù cả hai lớn nhỏ cách nhau rất lớn nhưng một kích của hắn lại đánh vỡ quyền lực màu xanh hoàn toàn không chịu nổi một kích ha ha rốt cục ngươi không giả bộ mạc nguyên vũ cảm thấy mình đạt được thắng lợi to lớn nhìn đi ngươi còn giả vờ được hay không giả bộ con mẹ ngươi lang hàn tức giận quát lớn hắn bị cắt ngang quá trình ngộ đạo hắn tức giận có thể nghĩ ngươi bị bệnh tâm thần ta ở chỗ này lĩnh hội thì liên quan gì tới ngươi một lần quấy dày không tính ngươi còn liên tục ngăn cản đúng là muốn ăn đòn hừ người thật to gan dám nói năng lỗ mãng với ta mạc nguyên vỗ tức giận vừa rồi hắn không dùng toàn lực hơn nữa cũng là công kích phạm vi lớn cho nên mặc dù lăng hàn tùy tiện phá một quyền của hắn hắn cũng không xem trọng cỡ nào xèo lăng hàn lao đến ha ha tìm mạc nguyên vỗ cười to hắn còn chưa nói ra chữ chết hắn đã bị lăng hàn đánh ngã tại sao lại nhanh như vậy vào lúc này hắn ngạc nhiên, nhưng hắn là cường giả thất đỉnh, thiên kiêu bài danh tinh võng 67, hiện tại không nhìn thấy một đấm của đối phương, hơn nữa còn bị đánh ngã. Hắn muốn phản kích, nhưng, ầm 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 nắm đấm đánh tới tấp, hắn kêu la thảm thiết, cũng không có lực lượng phản kích. Mỗi quyền đánh xuống, bí lực hắn vừa ngưng tụ đã bị đánh tan, hắn phản kích thế nào? a à, hắn chỉ có thể kêu la thảm thiết, sau khi chúng mấy trăm quyền, cuối cùng hắn đau đớn ngất đi chương 4354, đế vương trong tiên đình. Lăng Hàn muốn giết hắn, một quyền là đủ, nhưng hắn hiện tại tức giận lớn như thế, một quyền như vậy làm sao giải hận. Cho nên hắn khống chế lực lượng, hắn đánh mấy trăm quyền, đánh mạc nguyên vũ đau đớn ngất đi. Vỗ vỗ tay, Lăng Hàn lại ngồi xuống tiếp tục tham ngộ. Không bao lâu, đám người phong kế hành chật vật không chịu nổi trốn ra khỏi đại điện, trên thân mỗi người đều có dấu bàn tay màu xanh, nhìn rất kinh người. Nhưng mọi người vừa ra ngoài lại nhìn thấy Mạc Nguyên Vũ. A, à, tình huống như thế nào? Sau khi tiến vào đại điện, bọn họ đều tập trung tinh thần nắm giữ thánh thuật, cũng không chú ý tới người khác, cho nên cũng không có phát hiện Mạc Nguyên Vũ chưa tiến vào. Cho đến lúc này, hiển nhiên, Mạc Nguyên Vũ vẫn không chịu bỏ qua, hắn muốn gây phiền phức cho Lăng Hàn, nhưng kết quả lại là hắn bị hành hung, hiện tại nắm dưới đất như chó chết. T, Mạc Nguyên Vũ là thiên tài bài danh 67, có thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn như thế? Thực lực Lăng Hàn kém nhất cũng phải tiến vào 50 vị trí đầu. Nhưng mỗi người đều có thể khẳng định, 50 vị trí đầu trong tinh võng không có tên Lăng Hàn. Cho dù ngươi là thiên kiêu trong 50 vị trí đầu thì thế nào, nơi này không thiếu thiên tài trong thiên tài, phong kế hành đã có thực lực trùng kích 10 vị trí đầu, tự nhiên không cần đặt 50 người vị trí đầu trong lòng. Ha ha, thì ra là cao thủ, lại có một người thanh niên đi ra, hắn tên là Hà Dĩ Khoan, bài danh tinh võng 39, bát đỉnh. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn đứng lên, xem ra, chỉ đánh bại một người sẽ không làm cho người ta tin phục. Tốt, vậy hắn sẽ đánh cho thống khoái, tránh mỗi lần như vậy đều có người quấy dày. Lại có người muốn ăn đòn, hắn từ tốn nói, Hà Dĩ Khoan khinh thường, nói, ta là Hà Dĩ Khoan, bài danh tinh võng 39. Đúng rồi, hiện tại phẩm chất tiên đỉnh của ta tiến hóa, có lẽ sẽ tiến vào 30 vị trí đầu. Hắn vô cùng cao ngạo, 30 người đứng đầu trong toàn bộ tinh không đấy, thánh địa cũng phải tranh đoạt. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đến, xem ra ra ngươi đánh ngươi như thế nào. Hà dĩ khoan tức giận, ra hỏa này không có một chút phẩm cách nào, vừa lên tiếng đã chửi người. Thú vị sao, hắn hừ một tiếng, nói năng lỗ mãng sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại gia ngươi mãi mãi chính là đại gia ngươi. Lăng Hàn giết tới, đấm ra một quyền, chính là thập bát la hắn thủ. Ngóa, Hà dĩ khoan biến sắc, hắn không phải chưa học qua bí pháp này, hắn cũng đã nhập môn, nhưng hắn tự hiểu lấy mình so với lăng hàn tạo nghệ, thập bát la hán thủ của hắn còn kém quá nhiều. Hắn không ngờ, đối phương còn thiên tài hơn mình, còn yêu nghiệt hơn quá nhiều. Hắn đá vào tấm sắt hay sao? Hắn nói thầm trong lòng nhưng không có khả năng hoảng sợ như vậy, hắn vội vàng phản kích. Lăng hàn không hề sử dụng toàn lực, hắn chỉ xem đối phương như kẻ bồi luyện, hắn muốn thử uy lực của thập bát la hán thủ, chờ oanh kích 18 quyền, hắn lại dùng tới đại nhật triều thiên trưởng tiếp tục tấn công Hà Dĩ Khoan, những người khác đều nhìn thấy, vẻ mặt bọn họ càng ngày càng nghiêm túc. Lăng Hàn tu hành hai môn bảo thuật tới cấp độ rất cao, đã có thể phát huy năm thành uy lực. Bọn họ thì sao? Phần lớn người đều là ba thành, vừa mới nhập môn, số ít thiên kiêu có thể đạt tới bốn thành, ví dụ như Phong Kế Hành, Tống Lam, nhưng không có ai đạt tới năm thành. Cho nên, bọn họ có thể không khiếp sợ hay sao? Thiên tài như thế lại không có tiếng tăm gì, đây là việc mọi người không tiếp nhận được. Chẳng lẽ là truyền nhân đế tộc có người nói thầm, đúng thế, ta nghe người ta nói qua, thiên tài đế tộc chân chính sẽ không đi đánh đẳng cấp chiến, thậm chí có thật nhiều người còn không có tài khoản tinh võng. Nghe nói người càng xuất thân thế lực cường đại càng ít xuất hiện. Chẳng lẽ, gia hỏa này là thiên tài ít xuất hiện như vậy? Mọi người nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu, từ những lời lăng hàn vừa mới nói, gia hỏa này không liên quan gì tới ba chữ ít xuất hiện. Tống Lam nhìn chầm chầm vào lăng hàn, nàng cảm thấy kẻ này nói chuyện rất quen thuộc, người nào đó cũng muốn ăn đòn như thế, cũng làm cho người ta hận đến mức nghiến răng. Nhưng dáng vẻ hai người này khác nhau quá lớn, mấu chốt là linh hồn ba động hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không có khả năng là một người. Nhưng mà, sắc mặt mọi người thay đổi rất nhanh, bởi vì Lăng Hàn đang gia tăng tạo nghệ thập bát la hán thủ cùng đại nhật triều thiên trưởng, uy lực công kích càng lúc càng lớn. Sáu thành, tất cả mọi người nói thầm trong lòng, hiện tại đạt tới sáu thành. Quái vật, quá biến thái, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, Thông qua thực chiến tăng lên một thành uy lực của bảo thuật, có thiên tài khủng bố như vậy sao? Nếu không phải tất cả mọi người đều lấy được bảo thuật ở nơi đây, bọn họ sẽ hoài nghi Lăng Hàn sớm học được hai môn bí pháp này. Hiện tại Lăng Hàn nắm giữ hai môn bảo thuật càng lúc càng sâu, uy lực càng lúc càng lớn, Hà Dĩ Khoan dần dần không chịu nổi. Hắn muốn rút lui nhưng Lăng Hàn không dễ dàng cho hắn toàn thân trở ra, hắn tiếp tục oanh kích, căn bản không cho đối phương cơ hội rời khỏi chiến đấu. Hà Dĩ Khoan vừa giận vừa sợ, thiên phú của hắn rất cao, đã sớm có thanh danh trong tinh không, nhưng bây giờ lại bị người ta đè đánh, hắn làm sao chịu nổi. Hơn nữa, việc này là hắn chủ động khiêu khích, nhưng nói là chính mình tìm đánh thì hắn càng khó chịu. Hắn không cam tâm bị thảm như vậy bại, hét lớn một tiếng bên trong, đem chính mình tiên đỉnh tế đi ra. Hắn đạt được đại tạo hóa trong bí cảnh, lấy vật chất thần tính tăng phẩm chất tiên đỉnh, tu thành tiên đỉnh tam hoa. Tiên đỉnh cao dài có hiệu quả áp chế tiên đỉnh cấp thấp hơn, bởi vậy, trong tình huống vũ lực của hắn thấp hơn Lăng Hàn, hắn chỉ có thể dựa vào phẩm chất tiên đỉnh. Ông, tám cái tiên đỉnh cùng xuất hiện, mỗi một tiên đỉnh giống như trồng một gốc tiên dược và mở ra ba cánh hoa, có tiên vụ bao phủ, nhìn chúng cực kỳ thần thánh. Tiên đỉnh tam hoa, phẩm chất còn trên cả lưu ly đỉnh ba màu. Ông, Lăng Hàn cảm giác có uy áp ập tới, muốn làm hắn thần phục quỳ xuống. Đúng là nói đùa, hắn không dùng tiên đỉnh đè người, còn có kẻ muốn hắn thần phục. Không cần Lăng Hàn chủ động vận chuyển bảy cái tiên đỉnh của hắn giống như đế vương bị khiêu khích chúng chấn động nhẹ nhàng khí chất trí cao vô thượng luân chuyển tiên hoa tám cái tiên đỉnh của hà dĩ khoan vỡ nát cái gì tất cả mọi người không thể tin nổi tiên hoa tự bạo ý vị phẩm chất tiên đỉnh của hà dĩ khoan sẽ giảm xuống rất lớn có chuyện như vậy sao ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu bọn họ bọn họ cảm giác tiên đỉnh của mình đang run rẩy đó là sợ hãi xuất phát từ bản năng càng kính sợ như khi triều bái đế vương làm sao có thể tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. bọn họ đều tu ra hoàng kim đỉnh, càng đạt được vật chất thần tính, phẩm chất tiên đỉnh tăng thêm một bước nhưng vẫn phân chia cao thấp, nhưng tranh lệch tuyệt đối không quá lớn. hiện tại tiên đỉnh của bọn họ như thần tử gặp đế vương, chúng sợ hãi, kính sợ không gì sánh kịp. bọn họ làm sao có thể tiếp nhận cơ chứ? mà vị trí phát ra ba động chính là trên người lăng hàn. chương 4355 chiến phong kế hành. hà dĩ khoan vừa giận vừa sợ hắn tranh thủ thu tiên đỉnh trở về hắn khóc không ra nước mắt tiên đỉnh của hắn đang lắc lư hơn nữa tiên đỉnh còn bị đả kích rất mạnh tiên hoa khô héo phẩm chất giảm xuống rất nhiều cho dù hắn lấy được vật chất thần tính còn có thể chữa trị tiên đỉnh hay sao khó hắn hoảng sợ nhìn lăng hàn tiên đỉnh của đối phương không xuất hiện đã làm tiên đỉnh của mình trọng thương phẩm chất rơi xuống ra hỏa này tu ra tiên đỉnh gì không chỉ hắn ánh mắt của những người khác ngưng trọng nhìn thẳng vào mắt lăng hàn tràn ngập tò mò và có sát ý loại áp chế này thật đáng sợ mặc kệ tu vi của ngươi thế nào mặc kệ thiên phú của ngươi ra sao đó là áp chế không nói đạo lý ai có thể tiếp nhận cho nên thật nhiều người đều động sát ý muốn xử lý lăng hàn tại chỗ bành lăng hàn xuất quyền đánh hà dĩ khoan nằm trên mặt đất hắn cao ngạo nhìn mọi người còn có ai muốn gọi ra ra hay không sắc mặt của mọi người biến thành khó coi ra hỏa này đang hấp dẫn thù hận hay sao đúng là phách lối Rốt cuộc phong kế hành đã đứng dậy, hắn đứng chắp tay nhìn Lăng Hàn, trên mặt còn nở nụ cười đầy khinh miệt. Báo lên tên của ngươi, a, à, ngươi là dễ hành gì? Lăng Hàn hoàn toàn không nể mặt mũi, nói, thật ngu ngốc, cho rằng mình là võ đạo đế vương, nói ra như Pháp, người người phải nghe lời của ngươi hay sao? Phong kế hành cũng không tức giận, thản nhiên nói, ta là phong kế hành, trước mắt bài danh tinh võng thứ 12, chẳng lẽ không có tư cách hỏi tên của ngươi? Ha ha, mới 12, ta còn tưởng rằng là thứ nhất đấy. Lăng Hàn lắc đầu, nói, được rồi, cho ngươi một cơ hội, lúc nào sau đánh tới vị trí đệ nhất mới hỏi lại ta là ai. Ha ha, Phong kế hành cười lạnh, nói, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, ngươi cần bị quản giáo một chút. Lăng Hàn bốc lên chiến ý hừng hực, đây là đại thiên tài bài danh tinh võng thứ 12, thậm chí đã tu ra cửu đỉnh, phẩm chất tiên đỉnh làm vật chất thần tính mất đi hiệu quả, chiến lược chân thực có thể bước vào trước 10. Hắn có thể mạnh đến mức nào? Tới đi, Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, người có thể ngăn cản người kích của ta không? Phong kế hành nói rất hời hợt, hắn tùy ý xuất ra một trường, một trường như thiên hoa bay loạn, dị tượng xuất hiện. Dạng thiên tài này tùy ý đánh ra một kích đã khủng bố như thế, có thể biến thành tuyệt học vô thượng. Trên thực tế, phong kế hành không có tùy ý như bề ngoài của hắn. Đây là một kích sát chiêu hắn chuẩn bị tỉ mỉ, bởi vì hắn cực kỳ kiêng kỵ tiên đỉnh của Lăng Hàn, tuyệt đối không thể cho phép lăng hàn hình thành khí hậu bằng không hắn không có khả năng khắc chế thiên tài như thế hắn tiếp nhận khiêu chiến độ khó sẽ cao tới mức đáng sợ nhưng nếu chưa hình thành áp chế cảm giác không bị khống chế làm hắn cảm thấy rất khó chịu tăng thêm tống lam còn xuất thủ vì lăng hàn hắn càng không nhịn được hai nguyên nhân tập trung vào một chỗ từ đó hắn sinh ra sát ý lăng hàn nghênh đón oanh hai người va chạm với nhau lực lượng kinh khủng sôi trào và hóa thành sóng lớn ngập trời lực lượng chấn động khổng lồ bộc phát, Lăng Hàn không tự chủ lui về phía sau, hắn cảm thấy ngực sôi trào, hai tay đang run rẩy. Cửu đỉnh thật sự quá mạnh, nhất là dạng thiên tài như phong kế hành đã tu ra lưu ly đỉnh chín màu, tăng thêm bí lực được rèn luyện vô cùng tinh thuần, cửu đỉnh của hắn tuyệt đối có thể sánh bằng hung thú 11 đỉnh. Đương nhiên, 11 đỉnh không tồn tại nhưng cũng có thể làm ví dụ. Không gì hơn thế này, phong kế hành nói một câu đầy khinh thường, hắn vung trưởng tấn công lần nữa. Đắc chí cái cọng lông, lăng hàn vận dụng tiên đỉnh hắn phóng thích khí tức trí cao vô thượng nếu đã dùng một lần cũng bại lộ uy áp tiên đỉnh hắn dứt khoát sử dụng tiếp sau khi tiên đỉnh chấn động đã ổn định như ban đầu hiện tại chấn động lần nữa uy áp không cách nào hình dung quét qua hơn nữa còn bao phủ bốn phương tám hướng sắc mặt phong kế hành thay đổi hắn phát hiện tu vi của mình đang giảm xuống cực nhanh cho dù hắn có chuẩn bị nhưng vẫn không thể đối kháng uy áp giả vờ châu bò cái gì lăng hàn soát quyền ngăn cản ầm, um, hai người cứng đối cứng với nhau, lần này Lăng Hàn không lâm vào Thế Hạ Phong, hắn liều mạng tám lạng nửa cân với Phong kế hành. Mọi người nhìn thấy nhưng không dám tin vào mắt mình, thực lực của Phong kế hành hiện tại có thể đứng trong top 10 tinh võng, hắn lại không thể áp chế Lăng Hàn, chỉ có thể đánh ngang tay. Gia hỏa này tu ra tiên đỉnh quá biến thái, không biết gia hỏa này tu ra mấy đỉnh, nếu như là cửu đỉnh thì tốt, hắn không thể tiến thêm một bước, nhưng nếu chỉ là bát đỉnh thì sao? Chờ Lăng Hàn bước vào cửu đỉnh chẳng lẽ hắn có thể quét ngang chú đỉnh hay sao? Lăng Hàn và Phong kế hành kịch chiến với nhau, lực lượng hai người tương đương, hiện tại chỉ so đấu kỹ pháp và kinh nghiệm. Oanh, 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 Phong kế hành có thể bài danh tinh võng thứ 12, như vậy khẳng định đã trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú không gì sánh bằng, hơn nữa hắn tới từ một thánh địa, nắm giữ rất nhiều bí pháp cao cấp, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trong tình huống không vận dụng đại chiêu, Lăng Hàn không chiếm được thế thượng phong. Đương nhiên, hắn kém đối phương hai đỉnh lại có thể đánh ngang tay có thể thấy được lang hàn yêu nghiệt cỡ nào nhìn hai người người tới ta đi tất cả mọi người đều im lặng không hề nghi ngờ thực lực lang hàn tuyệt đối đứng trước mười trên tinh võng đương nhiên trên tinh võng không có uy áp tiên đỉnh cho nên nếu thật chiến đấu trên tinh võng lang hàn khẳng định không phải đối thủ của phong kế hành đúng thế có tình huống bài danh tinh võng và chiến lược hiện thực không tương xứng với nhau nhưng có thể đánh ngang tay với người bài danh tốt 10 tinh võng lúc nói ra việc này sẽ không có ai tin tưởng hai vị chúng ta đang ở bí cảnh cho nên phải đồng tâm hiệp lực với nhau tống lam mở miệng nàng đi ra khuyên can dĩ hòa vi quý các tường thiên niệm một tiếng phật hiệu cũng khuyên bảo hai người phong kế hành hừ một tiếng đương nhiên hắn còn đại chiêu chưa dừng ví dụ thánh thuật làm đệ nhất thiên tài bắc thiên vực đương nhiên hắn là đệ tử trọng yếu nhất của thánh địa cũng được truyền thánh thuật ở cảnh giới của hắn hiện tại uy năng của thánh thuật không yếu hơn đế thuật bao nhiêu hắn lui ra khỏi chiến đoàn, hắn cho Tống Lam và Cát Tường Thiên mặt mũi. Lăng Hàn cũng không dây dưa, nếu song phương vận dụng đại chiêu, có lẽ sẽ đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng đánh với phong kế hành một trận làm hắn hiểu ra, cửu đỉnh vẫn chưa địch nổi sinh đan sơ kỳ, hắn chỉ bị phong kế hành đẩy lui chứ không có chấn thương, vẫn còn tranh lệch rất lớn. Xem mặt mũi tống tiên tử cùng các tường thiên thánh nữ, ta tha cho ngươi một mạng. Phong kế hành đang nói mát, tự nhiên muốn tuyên cáo hắn vẫn nắm quyền chủ động. Lăng Hàn lười nói nhảm với hắn, người nơi này cũng không phải mù loà, có ai không nhìn ra chân tướng. Một hồi phong ba tạm lắng xuống, tất cả mọi người tiếp tục ra ra vào vào đại điện, tận khả năng ghi nhớ môn thánh thuật kia. Nhưng cuối cùng chỉ có bốn người thành công, trừ Lăng Hàn ra, theo thứ tự là phong kế hành, Cát tường thiên và tống lam, những người khác không tiếp tục đi vào đại điện. Bọn họ tiến vào quá nhiều đại điện trong thời gian ngắn, tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ gặp điểm xấu. Trường 4356, Nghiệp Hỏa những người khác tiếp tục đi tới, nhưng bốn người Lăng Hàn đang ngồi xếp bằng tại chỗ lĩnh hội thánh thuật. Chỉ chớp mắt, đã qua ba ngày, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn đã chân chính nắm giữ thánh thuật, nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, tiếp tục khổ tu và đốn ngộ mới có thể gia tăng uy lực của thánh thuật. Có đôi khi, thánh thuật, đế thuật còn có độ phù hợp, không phải chỉ có thiên phú là đủ. Hắn không dừng lại, Lăng Hàn nghênh ngang rời đi, phong kế hành mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Hàn, sát khí ẩn động. Nếu không phải hắn không nắm chắc giết chết Lăng Hàn, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hắn có át chủ bài cường đại, có thể uy hiếp tới sinh đan cảnh, nhưng Lăng Hàn yêu nghiệt như thế, hắn tin tưởng đối phương cũng có át chủ bài không kém, cho nên trừ khi bản thân hắn có thể nghiền ép Lăng Hàn, bằng không hắn không muốn vận dụng át chủ bài như vậy. Không sao, chờ hắn đột phá bước vào sinh đan, khi đó hắn có thể dùng một tay chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn đuổi kịp đại bộ đội, lần này bọn họ không phải tu hành bảo thuật trong đại điện nào đó mà là ngồi dưới cây liễu to lớn. Cây liễu này cao trăm trượng nhưng phiến lá lại đen như mực, cành rủ xuống, có khói đen lượn lờ quanh thân cây, toàn bộ gốc liễu tỏa ra màu đen kịt, hơn nữa còn quỷ dị không gì sánh bằng. Hắc Thiên Thần Liễu, đây là thứ các sinh đan tiến vào nơi đây tranh đoạt, trên thực tế có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm, cho dù cầm ra bên ngoài cũng là trí bảo. Đối với người thọ nguyên khô cạn, đừng nói một trăm năm, cho dù một năm hay nửa năm cũng rất chân quý. Bởi vậy, tất cả sinh đàn quyết định không rời đi. bọn họ muốn cướp đoạt liễu linh thần thụ tâm như thế mấy ngàn năm sau thọ nguyên của bọn họ khô cạn cũng có thể dùng thứ này kéo dài tuổi thọ trăm năm. đương nhiên hiện tại bọn họ không bức thiết tranh đoạt linh thần thụ tâm, giành được thì tốt nhất, không giành được cũng không cần liều mạng. nhưng phía dưới hắc thiên thần liễu có một bộ thi cốt, từ đó không ai dám tới gần. thi cốt này cuộn hai đầu gối lại, trên đỉnh đầu có một cái hố, trừ cái hố ra toàn thân không có vết thương nào khác hiển nhiên đây chính là vết thương chí mạng. Cũng không biết đã qua bao lâu, quần áo trên người thi cốt đã sớm biến thành cho bụi, cũng chỉ còn lại một bộ xương, nhưng ngay cả như vậy vẫn tỏa ra khí thức vô cùng đáng sợ làm cho người ta không dám tới gần. Không có biện pháp tới gần thì làm sao lấy được linh thần thủ tâm. Thi cốt này khi còn sống mạnh kinh người, bằng không, sau khi chết không có khả năng tỏa ra khí thức khủng bố như thế, làm cho sinh đan cảnh không thể tới gần. Bảo vật đang ở trước mắt nhưng không thể thu lấy, làm sao bây giờ? những sinh đan cảnh thương lượng với nhau một lúc, quyết định mời Cát Tường Thiên xuất thủ. Nàng là thánh nữ Phật tộc, nếu có thể siêu độ thi cốt kia, bụi về với bụi, đất về với đất, tự nhiên không có khả năng tỏa ra khí tức khủng bố như vậy. Bọn họ nhanh chóng mời Cát Tường Thiên tới đây, nhìn ra được, trên mặt Cát Tường Thiên có vẻ không vui, dù sao nàng đang lĩnh hội thánh thuật, cho dù là ai, khi bị cắt ngang cũng không cao hứng. Nhưng sau khi Cát Tường Thiên nhìn thấy thi cốt này, vẻ mặt thu liếm như không có gì. Nàng gật đầu, người này khi còn sống là một tên tôn giả, cho dù chết ức vạn năm, khí tức cường đại vẫn không biến mất. Mặc dù bần ni có thể siêu độ nhưng cần các vị giúp sức. Nguyện trợ giúp thánh nữ một chút sức lực, các sinh đan cảnh đều lên tiếng. Các tường thiên không có lấy cá gỗ ra, hắn bày cái bàn và đặt một bát hương nhỏ lên, ngay sau đó cắm một nén hương cháy dở. Nén hương chỉ còn lại một phần tử, nó tỏa ra khí tức cổ xưa không gì sánh kịp, nàng lại cầm rất cẩn thận giống như đang cầm trí bảo vô thượng lần này cũng không phải 10 sinh đan mà là tất cả sinh đan đều rót niệm lực vào cái bàn làm cho người ta kinh ngạc chính là tiếp nhận nhiều lực lượng sinh đan như vậy nhưng cái bàn không có biến hóa ngược lại nén hương kia cháy lên sau đó bắt đầu cháy rừng rực và tỏa ra mùi hương thơm ngát lang hàn ngưng mắt nhìn hắn cũng phải kinh ngạc bởi vì hắn nhìn thấy bên trong hương hỏa có hình ảnh chúng sinh triều bái đây chính là chúng sinh niệm của phật tộc có người biết hàng nói ra dùng niệm lực ngưng tụ thành hương phật có hiệu quả siêu độ vong hồn kinh người. Niệm lực có thể hóa thành hương. Ha ha, đây chính là thủ đoạn của Phật tộc. Hơn nữa, đây không phải niệm lực đơn giản, cần phải là niệm lực thành kính không gì sánh kịp. Phật tộc tồn tại vô số năm, tự nhiên đã bị người ta nghiên cứu rất nhiều, rất nhiều thủ đoạn không phải là bí mật. Các tường thiên dẫn động hương Phật, khói hương bay về phía thi cốt, thời điểm khói hương chạm vào thi cốt, thi cốt bắt đầu bốc cháy. Các sinh đan cảnh vui mừng, bọn họ lại cảm thấy mình dính một chút khói hương kia cũng phải chết không nghi ngờ vô thượng nghiệp hỏa lại có người nhận ra lai lịch của hỏa diễm một trong các sát chiêu mạnh nhất của phật tộc cả đời võ giả chúng ta đấu với trời đấu với người khó tránh khỏi tạo thành sát nghiệt, hình thành tội nhiệt phật tộc có thủ đoạn dẫn động thiên địa thẩm phán thiêu đốt tội nhiệt hình thành nghiệp hỏa hỏa diễm này bất diệt tưới không tắt chỉ có người gánh tội chịu tội xong khi đó nghiệp hỏa mới dừng lại lang hàn cũng cảm thấy kinh ngạc phật tộc lại có thủ đoạn thiêu đốt tội nhiệt đây là việc quá kinh người tu hành võ giả là con đường nghịch thiên cảnh giới càng cao tội nhiệt càng sâu thiêu đốt càng mạnh ai chịu nổi không chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh ta chấn áp bản thân sẽ không sợ thiêu đốt bằng không các tường thiên cũng không cần nhiều sinh đan cảnh hỗ trợ như vậy chỉ cần đốt nén hương lên còn cần vận dụng chúng sinh niệm lực là có thể thắp sáng nghiệp hỏa Thì cốt bốc cháy lúc này đã không cần các tường thiên làm cái gì nàng vội vàng dập tắt tàn hương sau đó thu lại. Hỏa diễm thiêu đốt 3N ngày 3 đêm, thời điểm nghiệp hỏa tắt đi, thi cốt đã hóa thành cho. Quỷ dị chính là, cây liếu gần đó lại không bị ảnh hưởng, không nhìn thấy có dấu vết thiêu đốt. Nghiệp hỏa sẽ chỉ thiêu đốt tự thân, người bên ngoài và người không nhiễm nhân quả, bọn họ làm sao chịu ảnh hưởng. Có người giải thích, nhưng sau khi thi cốt biến mất, tại nơi nó vừa rồi lại che giấu một cái hố nhỏ. Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt các tường thiên đầy kích động, nàng là người đầu tiên chui vào gốc cây. Ngay cả một nữ tử chú đỉnh cũng dám tiến vào, bọn họ có gì không dám. Các sinh đan cảnh cũng tiến vào trong cái hố kia, dường như bên trong có không gian vô tận, từng người đi vào lại không chật trội, không có việc người phía sau không thể tiến vào. Qua một lúc mọi người bên ngoài tiến vào bên trong, lúc này Lăng Hàn mới đi theo vào, hắn hiện tại cảm thấy khó hiểu và mang theo vài phần hiếu kỳ. Theo lý, hắn đã đắc thủ tiên hạ ở nơi này, có lẽ hắn cũng nên rời đi nhưng lòng hiếu kỳ của hắn nặng như vậy, hắn muốn tiếp tục xuống dưới xem thế nào. chương 4357, Thánh Vẫn, Lăng Hàn cũng tiến vào hốc cây, bốn phía đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay. Cũng không phải thị giác không nhìn thấy, hơn nữa thần giác cũng tối tăm, cho dù thả thần thức ra ngoài cũng vô dụng, cũng không nhìn thấy cái gì, không cảm ứng được cái gì, giống như bản thân mình biến thành mù loà. Còn tốt, cái động này rất lớn, giang hai tay là có thể sờ hai bên đầu tường, đỉnh đầu cũng không cao, chỉ cần khom lưng là có thể tiến lên, hắn chỉ cần lần theo bờ tường là được, trong lòng đang đếm thầm. Đi một hồi, phía trước dần dần sáng ngời, hắn lại đi, phía trước xuất hiện gian phòng, gian phòng này rất lớn, hơn nữa cũng không phải là cuối cùng, phía trước còn có đường, hiện tại lại có rất nhiều người đang đứng tại đây. Bởi vì nơi này lại có âm hồn, nhưng số lượng cực ít, chúng đang phiêu đáng khắp nơi. Có sinh đan cảnh lao ra đánh nhau, nhưng những âm hồn này rất cường đại, một sinh đan cảnh không thể đánh lại nhất định phải có mấy người liên thủ mới được các tường thiên cũng không có cách tiến nào siêu độ thuật của nàng nhằm vào số lượng nhiều có tác dụng với những âm hồn thực lực yếu hơn nàng mới là tốt nhất nhưng bây giờ số lượng âm hồn không nhiều nhưng cá thể cường đại cho nên siêu độ thuật của nàng không có tác dụng không có biện pháp chỉ có thể tiến lên các sinh đan cảnh cùng xuất thủ mỗi năm sáu người liên thủ đối phó một con âm hồn ngược lại sinh đan cảnh nơi này rất nhiều hoàn toàn có thể phân nhau ra Bỏ ra thời gian rất dài, bọn họ cũng đi vào một gian phòng rất lớn, sau đó đi vào gian phòng kế tiếp. Đi vào, tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, bọn họ nhìn thấy núi đao biển lửa, nhìn thấy vô số sinh linh đang tiếp nhận hành hình, bọn họ có cảm giác cảm động lây. Thật nhiều người đang gào to, hơn nữa còn ôm đầu bò lăn lộn trên mặt đất, không hề có phong thái cường giả. Lăng Hàn cảm thấy thần thức dao động, hắn vội vàng dùng ý chí kiên định bảo vệ tâm thần. Chỉ chốc lát, những hình ảnh này biến mất mọi người cũng nhìn rõ cảnh tượng nơi này có không ít người hít khí lạnh trong nội tâm sinh ra cảm giác lạnh lẽo đây quả thật là tu la địa ngục khắp nơi đều là hình cụ trên những hình cụ kia đều có một người chịu hình tự nhiên đã sớm chết đi bọn họ lại tỏa ra oán khí bất diệt làm người ta phát điên bạch liên bí cảnh cách mỗi trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần cho nên nơi này đã phủ bụi ít nhất mấy trăm vạn năm thậm chí thời gian còn dài hơn nhưng nhìn những thi thể này vẫn còn máu tươi nhỏ xuống việc này quá khó hiểu thi thể nhỏ máu, mấy trăm vạn năm không hết. Đây đều là thánh nhân, các tường thiên lên tiếng, hoặc là nói, bọn họ từng là thánh nhân. Phốc, lập tức, tất cả mọi người khiếp sợ, mặc dù tầm mắt của dân bản địa có hạn, bọn họ biết cấp độ võ đạo, cũng biết thánh nhân là khái niệm gì, trong thiên hạ có bao nhiêu người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều thánh nhân bị đặt lên hình cụ, xem ra là bị tra tấn tới chết, mỗi một người đều có vẻ mặt thống khổ không gì sánh kịp, khi còn sống không biết đã tiếp nhận bao nhiêu cực hình thì trước đó là đèn dầu trong đại điện được tinh luyện từ thi thể thánh nhân, chẳng lẽ chính là từ những thánh nhân bị hành hạ tới chết tại đây sao? Vấn đề là ai châu bò như vậy, có thể bắt được nhiều thánh nhân như thế, hơn nữa còn có thể giết chết. Tổ Vương, nơi này là Phật miếu, hơn nữa còn truyền thụ bí pháp Phật tộc, chẳng lẽ là? A à, hàm Phật tổ, tất cả mọi người đều nhìn sang các tường thiên, trong ánh mắt mang theo khó hiểu và sợ hãi không gì sánh kịp. Nơi này có bao nhiêu thánh nhân? chỉ sợ tập hợp toàn bộ thánh nhân trong một thời đại tới nơi này tuyệt đối có thể xưng là thánh vẫn các tường thiên lại lắc đầu các vị không nên hiểu lầm phật tổ nhân tâm bác ái làm sao có thể làm chuyện loại này thế người nọ là ai tại sao có thể bắt nhiều thánh nhân như vậy hơn nữa còn hành hạ bọn họ tới chết có người nói nhỏ phải biết bắt sống một vị thánh nhân còn khó hơn giết thánh nhân rất nhiều hơn nữa còn bắt sống nhiều thánh nhân như vậy trừ tổ vương còn ai vào đây phật tộc chỉ có một vị đại đế nơi này lại có ngàn vạn liên hệ với Phật tộc, nhắc tới không phải đại đế Phật tộc hạ thủ thì ai tin. Trong lúc nhất thời, càng nhiều ánh mắt nhìn về phía các tường thiên, mang theo kiêng kỵ, càng có định ý. Hiển nhiên, các tường thiên giấu giếm rất nhiều chuyện, trong bí cảnh này ẩn chứa bí mật có thể hại chết bọn họ. Nếu các tường thiên thánh nữ biết cái gì, xin nói với chúng ta. Một tên sinh đan cảnh cười nói với các tường thiên, mặc dù nghe có phần nhu hòa nhưng người nào cũng có cảm giác lạnh gáy. Lúc này, còn ai quản Cát Tường Thiên đã làm ra cống hiến gì, việc này quan hệ đến tài sản và tính mạng của mình, bản thân mình mới là trọng yếu nhất. Cát Tường Thiên do dự một chút, đây là một bí mật lớn, nàng ngàn vạn không nghĩ công bố ra ngoài, nhưng bây giờ không nói thì nàng sẽ bị quần công, chỉ sợ nàng sẽ lưu mạng ở lại nơi này. Cho dù không chết thì nàng cũng không đạt được mục đích. Thế nhân đều biết Phật tổ sáng lập Phật tộc, nhưng trên thực tế Phật tổ cũng không phải xuất hiện từ hư vô, hắn cũng có truyền thừa. Cát Tường Thiên mở miệng nói ra, Người người đều nín thở, hiện tại các tường thiên nói đến đế lộ, có thể đây là một trong những bí mật lớn nhất tinh không. Thiên phú võ đạo của Phật tổ tuyệt thế, cuối cùng thành tựu tổ vương, vô địch một thời đại, nhưng không có ai biết, kỳ thật Phật tổ còn có một sư huynh, cho dù tài năng hay thiên phú cũng không kém gì Phật tổ, thậm chí còn vượt qua. Cái gì, tất cả mọi người giật nảy mình, thế gian còn có yêu nghiệt như thế. Nhưng vì cái gì cuối cùng lại là Phật tổ đắc đạo. Chờ chút, Hắc Thiên Miếu chính là vị sư huynh của Phật tộc làm ra. Vị sư huynh của Phật tổ có pháp hiệu đa gia. Cát Tường Thiên tiếp tục nói, lúc trước sư huynh đệ Phật tổ một đường bại tận anh kia thiên hạ, cuối cùng song song thành tựu chuẩn đế. Chuẩn đế, trên thánh nhân, dưới đại đế, đó là cảnh giới đặc thù có thể nghiền ép tất cả thánh nhân, nhưng khoảng cách đại đế vô địch một đoạn. Bình thường một thời đại chỉ xuất hiện một vị chuẩn đế, lại trải qua một số năm tu luyện mới hoàn thành bước cuối cùng, từ đó trở thành đại đế vô địch, người bại sẽ tiêu vong. Cho nên, Sư huynh đệ Phật Tổ song song thành tựu chuyển đế, đây là việc quá kinh người. Thành đế không chỉ cần thiên phú, cơ duyên, khổ tu, còn cần đại khí vận của thiên địa chiếu cố. Cùng một thời kỳ chỉ có thể có một người thành đế. Trước mặt đế vị, sư huynh đệ Phật Tổ cũng triển khai cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng trời cao chiếu cố Phật Tổ, thành tựu đại đạo vô thượng. Nhưng Đa Gia Phật lại rơi vào ma đạo, hắn muốn từ lối khác trở thành đại đế. Tất cả đều là Đa Gia Phật nếm thử. Giải thích như vậy rất hợp lý, chuẩn đế xuất thủ, thánh nhân tính là cái gì, khẳng định không chịu nổi một kích. Đừng nhìn chuẩn đế còn không phải đại đế chân chính, nhưng chỉ cần mang tới một chữ đế thì nó đã thoát ra khỏi cấp độ thánh nhân, hoàn toàn nghiền ép thánh nhân. Cho nên, nơi này xuất hiện Phật tộc truyền thừa, cho nên nơi này có thánh nhân thi dầu làm thành đèn, cho nên nơi này có thánh nhân bị lăng trì. Chuẩn đế, Đa Gia, chương 4358, quan tài, tất cả đơn giản như thế. Lăng Hàn nhìn các tường thiên, Hắn cảm thấy thánh nữ Phật tộc đang che giấu cái gì đó. Nàng rõ ràng đang tìm cái gì đó, chẳng lẽ là đa gia Phật truyền thừa sao? Có thể trở thành chuẩn đế, đa gia Phật lưu lại truyền thừa tuyệt đối kinh người. Phải biết, Cát Tường Thiên cũng chỉ là thánh nữ, cũng không phải là lãnh tụ Phật tộc đời kế tiếp, khẳng định có một ít bí thuật nàng không thể tu tập. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, vạn nhất thời cơ không đúng, hắn sẽ thả Thiên Đạo Hỏa ra và bỏ chạy. Tất cả mọi người đều tin tưởng Cát Tường Thiên hoặc là nói mặt ngoài là tin tưởng nghĩ tới nơi này có khả năng có chuẩn đế truyền thừa mỗi người đều hưng phấn không gì sánh kịp mặt khác chính là sát cơ nếu mình đạt được chuẩn đế truyền thừa tin tức này bị người khác tiết lộ ra ngoài thì sao cho dù thiên hạ to lớn có nơi nào cho mình sống yên thân hay không vì cái gì không ai tiến đánh đế tộc cướp đoạt truyền thừa đế tộc đơn giản đế tộc bình thường có thánh nhân tọa chấn hơn nữa cho dù thế hệ này chỉ toàn người soàng sĩnh không có thánh nhân xuất thế chẳng phải còn có đế binh hay sao? nhưng một tiểu nhân vật đạt được đế thuật khẳng định sẽ bị cả thiên hạ truy sát. cho nên nếu mình đạt được phần truyền thừa này như vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp diệt khẩu, giết sạch tất cả mọi người ở nơi này mới có thể an hưởng truyền thừa đế cấp. lập tức tất cả mọi người dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn người khác cũng mang theo một loại phòng bị. nơi này máu huyết thánh nhân chảy ngàn vạn năm bất diệt và tạo thành uy áp kinh khủng, không ai có thể gánh vác được. Bởi vậy tất cả mọi người chỉ có thể đi vòng qua, dán sát người vào tường đi tới lối đi đối diện. Sau khi đi vào thông đạo, mọi người thở ra một hơi, vừa rồi bọn họ cảm thấy mình sắp nổ tung. Uy áp của thánh nhân kinh thiên động, cho dù đã chết, hơn nữa còn chết vô số năm, nếu đổi thành vừa mới chết, bảo đảm tất cả mọi người nơi này sẽ bị uy áp đè chết. Cho dù như thế vẫn có một nửa người không thể tới đây, bọn họ bị uy áp thánh nhân áp chế đứng không nổi thì làm gì nói đi qua. Không có người nào chờ đợi bọn họ cất bước đi vào sâu bên trong sau đó đi vào từng gian thạch thất núi đao biển lửa có như địa ngục cũng may nơi này không có thi thể thánh nhân nhưng lại làm lòng người lạnh lẽo nhưng không có khó chịu nào khác cứ như vậy trên đường đi tới tận cùng đó là thạch thất to lớn không gì sánh bằng cao hơn trăm trượng dài rộng lớn kinh người hơn nữa còn mang theo đại khí không gì sánh bằng thơm quá có người nói đúng thế thơm quá mùi thơm như thấm vào ruột gan mỗi một lỗ chân lông như nở rộng ra đây là đại dược tuyệt thế, chí ít cũng là thất tinh, thậm chí là mẫu thủ, mẫu thủ, một tinh thể chỉ dựng dục ra một góc, chí ít cũng là cấp bậc tôn giả, dựa vào chất lượng bản thân tinh thể mà định. chất lượng tinh thể càng thượng thừa, hiệu quả của mẫu thủ càng kinh người, có thể đạt tới thánh cấp, thậm chí có thể làm cho tổ vương phục dụng kéo dài tuổi thọ. tổ vương đã thiên hạ vô địch, trừ kéo dài tuổi thọ ra, nó còn tác dụng nào khác? mọi người cảm giác tâm thần rung động bọn họ vốn định đến tranh đoạt linh thần thụ tâm kéo dài trăm năm tuổi thọ, nhưng nếu có thể đạt được một gốc mẫu thụ, cho dù là mẫu thụ có hiệu quả yếu nhất cũng đáng giá gấp vạn lần linh thần thụ tâm. Ở đâu, tất cả mọi người đi theo mùi thơm, sau đó bọn họ đi vào thạch thất to lớn. Phía trước có một quan tài, quan tài này làm bằng đá, bốn vách tường đều điêu khắc đồ án, nhưng không phải rồng phượng bình thường, mà là vạn dân triều bái, giống như người trong quan tài chết đi vẫn được hương hỏa cúng tế. Hương thơm phát ra từ quan tài, cho dù cách vách quan tài thật dày cũng có thể ngửi được, hoàn toàn không thể ngăn cách. Tất cả mọi người quan sát một chút, chiếc quan tài đá này có chiều dài 3 trượt, độ rộng cũng có hơn một trượt, nếu như đặt vừa người trong đó, hình thể của người trong quan tài cũng quá lớn rồi. Tiên dược đang ở trong đó, mở quan tài, tất cả mọi người không hề cố kỵ, võ giả vì tự thân cường đại, xông vào mộ huyệt tiền nhân và trắng trợn tìm kiếm cũng không có gì. Cho nên, mở quan tài thì thế nào? Mọi người nâng quan tài lên, nhưng nắp quan tài nặng như núi mấy sinh đan cảnh hợp lực cũng không thể làm gì cuối cùng ba mươi mấy sinh đan mạnh nhất vòng quanh quan tài sau đó bọn họ hợp lực nâng nó lên một hai ba lên bọn họ cùng nhau phát lực đột nhiên nghe tiếng cạch vang lên nắp quan tài hơi di chuyển có hy vọng mọi người vô cùng hưng phấn bọn họ tiếp tục mở nắp quan tài nắp quan tài bị di chuyển từng chút tốc độ rất chậm nhưng nó vẫn di động qua một lúc lâu mọi người gào to oanh Nắp quan tài trượt xuống, chấn động nặng nề làm mặt đất rung chuyển vài lần. Mọi người vội vàng tới gần quan sát, ở gần có mấy người nhảy lên chỗ cao và cúi đầu nhìn xuống. Lăng Hàn cũng thế, hắn mới là chú đỉnh, đương nhiên không có khả năng chen lên phía trước. Hắn nhảy lên và nhìn vào trong quan tài, hắn rất kinh ngạc. Bên trong không có mai táng người nào, mà là một phiến tinh không. Làm sao có thể? Ta thấy cái gì? Một phiến tinh không? A, à, ta tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác không ngờ là một phiến tinh không người thì sao ta cũng nhìn thấy một phiến tinh không tất cả mọi người kinh hô trong quan tài ẩn chứa tinh không quả thực không thể tưởng tượng nổi mau nhìn tinh không đang biến mất có người gào lên nghe vậy lăng hàn nhảy lên quan sát lần nữa quả nhiên tinh không kia đang biến mất tinh không đang rút vào trung tâm vách quan tài bắt đầu xuất hiện nhưng sau khi tinh không rút lui trong quan tài lại xuất hiện quan tài bộ quan tài này không lớn nó không khác gì quan tài bình thường bao nhiêu quan tài làm từ gỗ màu đen, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nó là một khối, cũng không phải tấm ván riêng biệt đóng lại với nhau. Hơn nữa trên quan tài trưng bày các loại tiên dược, cho dù đã qua vô số năm nhưng mỗi một cây tiên dược vẫn tỏa ra mùi hương thơm ngát, làm lỗ chân lông người người như nở rộng ra, bọn họ có cảm giác như bay lên trời. Toàn bộ đều là thánh dược, chúng được hái xuống từ mẫu thụ, từ nguyên thánh quả, hàm long thảo, hoàng huyết căn. Trời à, đám người đến từ bên ngoài gào lên, Nơi này không thiếu truyền nhân thánh địa, mặc dù chưa từng gặp qua thánh dược chân chính nhưng bọn họ gặp qua hình ảnh trên tinh võng vô số lần, hiện tại tất cả đều bày trên nắp quan tài. Không hổ là chuẩn đế a, à, đồ vật truyền kỳ với kẻ khác nhưng chúng chỉ là vật bồi táng của hắn mà thôi. Ai, các ngươi chỉ lo nhìn những thánh dược kia, lại bỏ qua bảo bối chân chính rồi. Có người ung dung nói ra. Tại sao nói như vậy? Ha ha, nhìn kỹ quan tài đi. Tất cả mọi người nhìn sang, càng nhìn nét mặt bọn họ càng ngưng trọng sau đó lại càng kích động. Đây là cửu thiên hắc mộc, vạn mộc chi nguyên, đế cấp mẫu thụ, chương 4359, ra người. Lúc này, mọi người lâm vào điên cuồng, cửu thiên hắc mộc, vạn mộc chi nguyên, đây là đế cấp mẫu thụ, kết xuất trái cây có thể giúp tổ vương sống thêm một thế, có thể nói là tiên dược mạnh nhất thế gian. Thật sự là phung phí của trời, có người đấm ngực rộng chân, dáng vẻ như muốn giết người. Thân đế cấp tiên thụ lại bị chặt xuống làm thành quan tài, đây là việc lãng phí cỡ nào thực sự là, bại gia, tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, mẫu thủ có thể dùng như vậy sao? Rõ ràng có thể kết ra tiên dược mạnh nhất, có thể giúp đại đế sống thêm kiếp thứ hai, nhưng bây giờ lại bị chặt xuống làm quan tài, đừng nói bọn họ, cho dù là thánh nhân cũng tức giận. Trong này mai táng đa gia Phật sao? Có người suy đoán nói, tám thành là như thế, bằng không ai có thủ bút lớn như thế này. Mở quan tài, mở, đám người đồng ý mở nắp quan tài. Nếu trong này mai táng đa gia Phật, bên trong có khả năng có truyền thừa của hắn, có được nội tình vượt qua thánh địa. Thánh dược trên quan tài bị lấy đi đầu tiên, trong thời gian ngắn còn chưa bộc phát tranh chấp gì, bởi vì có đồ vật càng mê người hơn. Chỉ cần chuẩn đế truyền thừa suốt thế, khi đó sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu, nơi này sẽ không có bao nhiêu người sống sót rời đi. Quan tài đá bên ngoài rất nặng nhưng quan tài gỗ không nặng như thế, chỉ cần một người phát lực, nắp quan tài sẽ bị mở ra, nó bị vứt sang một bên. Mặc dù cửu thiên hắc mộc là mẫu thủ cao cấp nhất, Thế nhưng chỉ có trái cây của nó mới có tác dụng, bản thân nó không có gì đặc thù. Tất cả mọi người chờ mong nhìn vào trong quan tài, mỗi người bọn họ đều chờ mong. A, à, a, à, bọn họ nhìn thấy cái gì? Trong quan tài không mai táng thi hài, mà là một tấm da người thật mỏng. Chuyện này quá quỷ dị, theo lý, cho dù niên đại quá xa xưa, thi thể mục nát nhưng phải lưu lại xương cốt a. Hiện tại, xương cốt biến mất, chỉ còn lại tấm da người, đây là chuyện quỷ quái gì? Trong thời gian ngắn mỗi người có cảm giác nổi da gà, cảm giác hàn khí bao phủ toàn thân và cảm xúc bất an dâng trào. Trên thực tế, Hắc Thiên Miếu cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Truyền thừa đâu, chuẩn đế truyền thừa đâu, có người không thể tiếp nhận và gào lên, bọn họ tràn đầy chờ mong, cho rằng có thể đạt được chuẩn đế truyền thừa, nhưng bên trong chỉ có một tấm da người, người nào có thể tiếp nhận sự thật như vậy chứ? Được rồi, chỉ ít còn có lượng lớn thánh dược, kiếm lời. Có người nói, đúng thế, nơi này có hai ba mươi phần thánh dược, cho dù một phần xuất thế cũng đủ làm thánh địa bạo động, không tiếc trả giá lớn tranh đoạt. Không có biện pháp, ai bảo thánh dược có giá trị quá cao. Sau đó phải phân chia thánh dược, làm sao chia, đương nhiên là đánh, ai thực lực mạnh sẽ được phân một chén canh. Nhưng nơi này có quá nhiều sinh đan cảnh, cho dù có người mạnh nhất cũng không thể giải quyết tất cả mọi người và độc chiếm bảo vật, cho nên, nhiều lắm chia cho người mạnh nhất một ít mà thôi. Ha ha, lão phu muốn một gốc thánh dược, không ai phản đối chứ. Một lão giả hơn 60 tuổi nói ra, hắn là sinh đan viên mãn, hơn nữa chiến lực vô cùng cao minh, cho nên hắn mới dám mở miệng như vậy. Bản tòa cũng muốn một gốc, lại có một tên sinh đan cảnh cường đại mở miệng, hắn mang theo tự tin không gì sánh kịp. Ta đây cũng muốn một gốc, lưu một gốc cho ta, những người thực lực mạnh đều lên tiếng, 30 cây thánh dược, không có ai nguyện ý chia sẻ. Lăng Hàn đang suy nghĩ làm thế nào cướp đoạt thánh dược, mặc dù thiên đạo hỏa châu bò không gì sánh kịp, nhưng nếu thả nó ra, cho dù là thánh dược cũng sẽ hóa thành cho tàn, khi đó sẽ mất cả trì lẫn trài. Đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra khí lạnh đáng sợ, thân thể hắn không tự chủ lui về phía sau. Không chỉ có hắn, thiên kiêu đỉnh cấp có cảm ứng bản năng với nguy cơ, trong nháy mắt đã nhìn thấy đám người rung động. Ông, một đám khí tức khủng bố lưu truyền, thân thể đám người muốn tranh đoạt thánh dược run rẩy, bọn họ sợ hãi không nói thành lời. Đúng lúc này, chỉ thấy các tường thiên lao ra ngoài, trên mặt có cảm giác chờ mong và mừng như điên nữ nhân này muốn làm gì lang hàn có phản ứng bản năng chính là lao ra theo thánh nữ phật tộc quá thông minh tuyệt đối không đặt mình vào trong hiểm cảnh nhưng bản năng lại nói cho hắn biết làm như vậy quá nguy hiểm hắn cuối cùng vẫn áp chế không cho mình di chuyển ngã phật từ bi đại nhật phổ thiên siêu độ chúng sinh trước ngực cát tường thiên phóng ra một tia sáng cấp độ vượt xa sinh đan cảnh thậm chí cũng không chỉ chân ngã cảnh phía sau nàng xuất hiện phật hoàn nàng như hóa thành bồ tát phổ độ chúng sinh. Tăng y của nàng bồng bềnh, siêu nhiên tuyệt thế. Đây là cơ duyên nàng đang tìm kiếm, là thời cơ giúp nàng trở thành cao thủ tuyệt thế, thậm chí tương lai còn có cơ hội bước vào đế vị, trở thành Phật tổ thứ hai. Nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, một cái tay vươn ra khỏi quan tài, năm ngón tay thon dài nhưng rất yếu ớt, trong quan tài tỏa ra khí tức đáng sợ không gì sánh kịp, khí tức đó bao phủ toàn bộ thạch thất. Phốc, các tường thiên phun ra một ngụm máu tươi, nàng rơi từ giữa không trung xuống đất nàng kinh ngạc nhìn cánh tay kia trên mặt lộ ra thần thái không dám tin tại sao lại có thể như vậy ba lúc này một cánh tay khác vươn ra khỏi quan tài sau đó hai tay vịn thành quan tài sau đó một người ngồi dậy t nhìn thấy người kia xuất hiện tất cả mọi người có cảm giác da đầu đang tê dại bởi vì đây cũng không phải là một người mà là một tấm da người da người có thể bò dậy hơn nữa giống như người sống việc này có dọa người hay không Da người dùng ánh mắt trống giống nhìn mọi người, sau đó hắn nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau, thân thể hắn bảnh trướng giống như có được thân thể huyết nhục. Từng tia sáng lưu chuyển, tấm da người dần dần đầy đặn, thực thực tăng lên, đầu tiên là hai con mắt có thần, tóc đen như thác nước, từng sợi tóc như ngọc thạch điêu khắc thành. A, à, đa gia Phật không phải người xuất ra sao, tại sao hắn còn giữ lại ba ngàn sợi phiền não? Lăng Hàn cảm thấy thần kinh của mình không đủ dùng, tại sao hắn lại hiếu kỳ tóc của đa gia Phật chứ? đó là một nam tử khôi ngô, dáng vẻ đường đường, khí thế kinh người, phong thần tuấn lãng không cách nào hình dung. Ba ba ba, tất cả mọi người quỳ xuống, người này giống như đế vương, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Thiên kiêu giống các tường thiên còn miễn cưỡng kiên trì, nhưng toàn thân đổ mồ hôi lạnh như mưa, hai chân run rẩy như co giật, hiển nhiên không có khả năng duy trì bao nhiêu thời gian. Chỉ có lang hàn mới có thể đứng bình thản, tiên đỉnh trong cơ thể hắn giống như viễn cổ tiên môn lúc thành, Hắn có thể đối kháng với tất cả uy áp. Sinh đan có thể giết hắn nhưng đại đế không thể làm hắn khom người.